Từ Uyển không ngờ rằng cô sẽ gặp lại Tống Kiên, người yêu cũ mà cô từng dứt khoát chia tay trên một game show hẹn hò. Tình huống trớ trêu và đầy căng thẳng xảy ra khi người dẫn chương trình yêu cầu hai người chào hỏi nhau. Vốn đã không ưa gì anh ta, Từ Uyển thản nhiên buông lời châm chọc. Trời càng ngày càng lạnh rồi, anh phủ thêm đất lên mộ mình cho ấm nhé. Nhưng không ngờ, Tống Kiên chẳng hề bối rối trước câu nói độc miệng của cô. Anh cong môi, nở nụ cười đều, đáp trả. Miệng lưỡi như bôi mật vậy, có phải là muốn được anh hôn không? Một lần gặp gỡ, những câu đối đáp sắc bén và châm chọc không ngừng, hé mở mối quan hệ phức tạp giữa hai người từng yêu nhau mãnh liệt nhưng cũng đã chia tay đầy đau đớn. Trong cuộc chơi này, liệu Từ Uyển và Tống Kiên sẽ tiếp tục chiến tranh với nhau hay một ngọn lửa tình yêu mới lại được thắp lên từ tro tàn của quá khứ? Câu chuyện hứa hẹn những tình huống hài hước, căng thẳng và đầy cảm xúc khi hai trái tim từng tổn thương đối mặt nhau một lần nữa trên màn hình truyền hình thực tế này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Vào đêm biết mình sắp phải tham gia cùng một game show với Tống Kiên, Từ Uyển lôi anh ta ra khỏi danh sách đen. Còn chưa kịp gõ xong dòng chữ thì tin nhắn của anh ta hiện lên. Anh biết đêm nay là ngày mình lại nhìn thấy ánh mặt trời. Cách một màn hình, cô cũng có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý không kiềm chế được trên khóe miệng Tống Kiên. Từ Uyển nghiến răng hỏi, anh muốn quan tài dạng cửa đôi hay là nắp trượt? Tống Kiên cũng không khách sáo trả lời, bố muốn cả hai được không? Từ Uyển nhìn chăm chăm vào màn hình, nếu ánh mắt của cô có thể biến thành vũ khí, thì chắc chắn nó đã xuyên thẳng qua màn hình mà đốt một lỗ lớn trên khuôn mặt kiêu ngạo của Tống Kiên. Nhắc đến mối quan hệ của cô và Tống Kiên, nó thực sự không khác gì nghiệt duyên. Hai người bọn họ từng yêu nhau say đắm, rồi sau đó chia tay cũng vô cùng oanh liệt. Đã gần 3 năm trôi qua, đến tận bây giờ mà người hâm mộ hai bên vẫn còn đang cấu xé lẫn nhau, quyết không đội trời chung. Kỳ thật, Từ Uyển và Tống Kiên không cùng một cái vòng giải trí. Anh ta là một ngôi sao trong giới đua xe, với ánh hào quang của một tay đua đẳng cấp thế giới. Anh ta thu hút tầng tầng lớp lớp fan hâm mộ cả nam lẫn nữ. Fan nữ mê mẩn vẻ ngoài điển trai và khí chất ngang ngược của anh. Fan nam cũng vì ngưỡng mộ kỹ năng thượng thừa của anh mà điên cuồng không kém. Từ Uyển ở trong làng giải trí nhiều năm, không xuất hiện quá nhiều, nhưng nhờ vào ngoại hình quyến rũ nên cũng có thể coi là nổi bật. Người ta gọi là dựa vào nhan sắc mà phạm tội trắng trợn, có lượng fan rất lớn. Khả năng chiến đấu của người hâm mộ hai bên đều là ở cấp độ nghiêm trọng, nhiều năm qua vẫn luôn không ngại va chạm. Bất kể dịp nào, cứ đụng nhau thì đều là một trận chiến khốc liệt. Fan điên cuồng đối đầu, Từ Uyển thì xử lý rất dứt khoát, lấy thái độ coi người yêu cũ là người chết. Ngay khi chia tay, cô nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết về Tống Kiên. Thề đến già cũng sẽ không liên hệ với anh ta. Không ngờ rằng cô và kẻ thù không đợi trời chung này lại gặp nhau ở đây. Sau màn chào hỏi ngắn gọn vào tối hôm đó, Từ Uyển và Tống Kiên phớt lờ nhau, coi đối phương như xác chết. Mãi cho tới khi địa điểm khách sạn nơi ghi hình chương trình, nửa đêm Tống Kiên lại một lần nữa đội mồ sống dậy. Anh nhắc cô, ngày mai nhớ đeo khẩu trang. Tống Kiên chậm rãi bổ sung thêm một câu. Năm đó em khóc lóc hét lớn rằng sẽ không cưới ai ngoài anh. Chuyện này ai cũng biết rồi. Bây giờ em còn mặt mũi đối mặt với khán giả à? Từ Uyển tức đến thở không ra hơi. Cũng đúng thôi. Lúc đó cô lụy tình. Không chỉ một lần công khai nói rằng cô không phải anh ta thì không cưới. Nhưng cô cũng nhớ tên đó cũng từng nói rằng sẽ không lấy ai ngoài cô. Anh ta quên rồi à? Từ Uyển cười khẩy đói. Còn anh thì sao? Lần này Tống Kiên không trả lời ngay, khung chat im lặng một lúc. Một phút sau, anh ta mới nhắn lại. Anh cũng đeo. Từ Uyển và Tống Kiên âm thầm muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Đến lúc thực sự đối mặt, người này so với người kia càng lạnh lùng hơn. Vào ngày ghi hình chính thức đầu tiên của chương trình, các khách mời được sắp xếp trải qua quá trình làm quen với nhau. Sau khi Từ Uyển và khách mời cười khách khí giới thiệu bản thân với nhau, Tống Kiên mới lững thững lên tiếng. Giọng nam rất trầm ấm cất lên. Tay đua, Tống Kiên. Bên tai Từ Uyển, nữ khách mời không kiềm chế được mà thảng thốt. Wow, đẹp trai quá. Vốn dĩ Từ Uyển không muốn nhìn nhưng tay cô vì bị khách mời nữ đang kích động tóm lấy, lắc tới lắc lui, nên cô cau mày nhìn sang. Mấy năm qua, dù vô tình hay cố ý, cô đều tránh nghe bất kỳ tin tức nào từ anh.
Đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh ta sau khi chia tay. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, người đàn ông cao gần 1m9 cùng với đôi chân dài và bờ vai rộng. Dù chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo len rộng, nhưng cũng không thể che giấu được đường nét cơ thể tuyệt đẹp, xương quai xanh cùng với yết hầu rõ ràng nam tính. Bộ dạng vô tư như vậy càng khiến anh ta trông thật gợi cảm. Từ Uyển vô thức mím môi, không thể phủ nhận rằng mấy năm nay anh ta đã trở nên kiềm chế hơn, giấu đi một phần tính khí ngang ngược, trở nên bất cần và biếng nhác hơn một chút. Cắt, đều là giả vờ cả thôi. Từ Uyển không quan tâm lắm, vừa định lặng lẽ quay đi thì vô tình bắt gặp đôi mắt đen của anh. Sau thoáng chạm mắt, hai người bọn họ đã ngầm hiểu nhau, cả hai quay đi mà không hề cho nhau chút ánh nhìn thân thiện nào. Hứ, ai thèm quan tâm anh ta? Mỗi lượt khách mời mới đến, từng khách đến trước phải giới thiệu ngắn gọn về mình. Sau khi những người khác giới thiệu xong, họ chuyển sự chú ý sang cô. Từ Uyển mím môi, lạnh nhạt nói hai chữ. Từ Uyển. Tống Kiên lạnh lùng, không đoái hoài đến cô, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống. Nam khách mời bên cạnh lên tiếng nói chuyện. Anh nghiêng đầu lắng nghe, vẫn với vẻ mặt lười biếng. Từ Uyển cưỡng lại thôi thúc muốn trợn trắng mắt. Tên chết tiệt này cứ như là được lập trình sẵn vậy. Cô Từ. Thành Kim Nguyệt nghiêng người qua và nói. Mau nói cho tôi biết, cô với Tống Kiên thế nào rồi? Thành Kim Nguyệt là một đại diện ngực to não ngắn điển hình trong làng giải trí. Từ Uyển và cô ta trước đây từng đóng chung một bộ phim, thỉnh thoảng có liên lạc, duy trì mối quan hệ chị em sáo rỗng. Quan điểm của cô ta là yêu hay không không quan trọng, ngủ hợp là được. Từ Uyển dám chắc là dù có người yêu cũ của cô thì cô ta cũng sẽ không hề ngần ngại mà đón nhận. Cô muốn biết điều gì nào? Từ Uyển vạch trần tâm tư của cô ta chỉ bằng một câu. Thành Kim Nguyệt nũng nịu lắc vai. Thật đáng ghét, cô biết mà. Ồ, Từ Uyển cong môi cười nói. Cô đoán xem tại sao tôi lại chia tay anh ta. Tại sao? Tưởng tốt nhưng lại không dùng được. Giọng của Từ Uyển tuy không lớn, nhưng những vị khách nữ vểnh tai nghe bên cạnh, họ đều nghe thấy cả rồi. Khung cảnh nhất thời yên tĩnh, mấy vị khách nữ đồng loạt quay sang nhìn Tống Kiên. Cái nhìn vừa tiếc nuối vừa thương cảm. Tống Kiên nhận ra họ đang nhìn mình thì ngước mắt lên. Nữ khách mời lúng túng quay mặt đi để tìm chủ đề nói chuyện. Từ Uyển nhấp một cụm nước trái cây, thoáng thấy ba dấu chấm hỏi lớn trên trán Tống Kiên. Cô áp môi vào thành cốc, cười đến là vui vẻ. Không nói xấu người yêu cũ sau khi chia tay là một phẩm chất tuyệt vời, nhưng giữa cô và Tống Kiên không tồn tại phép lịch sự như vậy. Không lấy mạng đối phương đã là niệm tình cũ lắm rồi. Vào buổi tối, ngay khi Từ Uyển quay trở lại khách sạn sau khi ghi hình, âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên. Tống Kiên nhắn, em giải thích thế nào là tướng tốt nhưng không dùng được. Từ Uyển chẳng hề xấu hổ khi nói xấu sau lưng người khác, mười phần khí phách mà trả lời. Đúng như nghĩa đen của nó. Tống Kiên nhắn, anh cho em biết, em gặp rắc rối rồi. Lại còn cho cô biết, hù dọa ai vậy? Từ Uyển nhếch miệng cười khẩy, tôi cho anh xuống mồ luôn. Một người yêu cũ tiêu chuẩn nên được coi như chết rồi, sắp chết cũng không được. Không biết Tống Kiên làm thế nào mà tránh hiềm nghi. Từ Uyển đã xác nhận với đội ngũ sản xuất rằng Tống Kiên đồng ý tham gia mặc dù anh ta biết cô đã ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ này. Tiền, danh tiếng hay tài nguyên anh ta đều không thiếu, thế mà lại tham gia cùng một chương trình hẹn hò với cô. Có nguyên do gì khác ngoài muốn chọc tức cô chứ? Con người cô chính là có tật xấu, có chút thiệt thòi cũng không chịu để anh ta như ý vậy ấy hả? Không thể nào. Tống Kiên khí phách đáp lời, phải thân phận gì mới đưa được bố xuống mồ đấy? Em là ai cơ chứ? Tên khốn này từ lúc còn yêu nhau luôn thích chiếm tiện nghi của cô, giờ cũng vượn ngựa quen đường cũ. Từ Uyển chọc mạnh vào màn hình, cháu à, tôi là tổ tông nhà anh đấy. Sau khi gửi tin nhắn, cô nhàm chán đặt điện thoại xuống rồi đi tắm. Khi chuông cửa reo, Từ Uyển vừa bước ra khỏi phòng tắm liền ra mở cửa. Tống Kiên khoanh tay đứng bên ngoài, trên đôi môi mỏng hiện lên nụ cười tà ác. Từ Uyển không nghĩ gì định đóng cửa lại, nhưng anh ta liếc mắt liền nhìn thấu ý cô, đặt tay lên cửa, chặn đứng ý định đó. Ỷ vào ưu thế tuyệt đối về chiều cao và sức mạnh của mình, anh ta thong thả vượt qua cô rồi bước vào phòng. Người đàn ông đứng trong bóng tối, một tay đút túi, mím môi cười và nói, em chỉ cần vẫy đuôi một cái anh liền biết em định làm gì. Cơn tức giận vọt thẳng lên đầu, cô phải điên cuồng khống chế ý muốn xé nát anh ta, chỉ vào cửa gằn giọng và mắng, đi ra ngoài ngay. Thấy Từ Uyển tức giận, Tống Kiên càng bình tĩnh hơn.
Anh ta hoàn toàn không để ý đến cô, đi đến bên giường, liếc nhìn xung quanh, như muốn xác nhận điều gì đó, mỉm cười hài lòng và nói, cũng được, cũng được. Lồng ngực sắp nổ tung rồi, Từ Uyển hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Cái quái gì vậy chứ, cứ như thể anh ta rất quen thuộc với cô vậy. Tống Kiên quay đầu lại, nhướng mày tự tin đáp. Em có thể thử một lần. Tim cô nhảy lên một cái, may sao không có người nào khác ở đây. Anh ta chắc chắn là cô không dám, trừ khi cô muốn cùng anh ta nổi dần dần trên mặt báo, tin tức nóng hổi nối lại tình xưa. Biến, ai muốn nối lại tình xưa với anh ta chứ, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Khi Tử Uyển đang yên lặng tĩnh tâm, Tống Kiên lại ngồi xuống bên cạnh giường cô, hai chân dài thẳng tắp thu hút ánh nhìn. Lại đây. Anh cong đốt ngón tay thon dài gõ vào mép giường, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ. Cơ thể Tử Uyển cứng đờ tại chỗ, không biết tại sao tự dưng cô thấy lòng mình đắng nghét. Trong mấy năm yêu nhau đó, chỉ cần anh ta đứng yên vẫy tay với cô sẽ bằng mọi giá lao tới bên anh. Anh ta đã quen với việc mời gọi cô như bệnh lệnh. Khi còn vui vẻ bên nhau, đó gọi là tình thú. Còn bây giờ... Từ Uyển nắm chặt mép váy, gầm lên giận dữ. Anh điên rồi à? Rốt cuộc thì anh định làm cái quái gì? Tống Kiên sợ cô chưa đủ tức giận, tùy tiện nhếch môi nói. Anh bị điên đấy, em có thuốc sao? Cô đầu độc chết anh ta, đồ khốn kiếp. Tống Kiên chậm rãi cười nói. Nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống bố này, đến đây, anh cho em một cơ hội. Tống Kiên đứng dậy, dưới ánh đèn sáng, thân thể thẳng tắp, có vẻ sẵn sàng đối diện thách thức, hất cằm về phía cô. Đánh đi, đừng nương tay. Lông mày Từ Uyển giật giật, như thể đang nhìn một kẻ tâm thần. Không đành lòng. Thấy cô không chịu nhúc nhích, anh ta cười nghịch ngợm. Đổi cách chất khác đi, ở trên giường thì sao? Lời nói lọt vào tai, trong lòng cô như có một cái công tắc đột ngột ấn xuống, lòng trời lở đất. Chính là nói về chuyện tình của hai người bọn họ lúc đó. Những chuyện đã qua giống như là một thước phim, chậm rãi tua đi tua lại trong tâm trí cô. Chua chát, đắng cay, tưởng như ngập tràn trong không khí. Cô dần dần bình tĩnh lại. Từ Uyển cúi nhìn đầu ngón tay trắng nõn của mình, cười lạnh và nói. Anh cho rằng anh là ai? Kể từ đêm đó 3 năm về trước, tôi coi như anh đã chết rồi. Một người đã chết, có gì đáng để tôi lãng phí sức lực? Liên tiếp mấy chữ đánh thẳng vào lòng Tống Kiên, ánh mắt anh ta mờ mịt nhưng lại khá bình tĩnh. Đây chẳng phải đều do dáng vẻ muốn lấy mạng anh của em sao? Khóe môi anh ta nhếch lên, vẫn là giọng điệu lãnh đạm. Làm sao vậy? Vừa ăn cướp vừa la làng hả? Từ Uyển cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng vì câu trả lời của anh ta, đành buộc mình phải bình tĩnh lại. Vậy thì xin lỗi nhé. Lời xin lỗi chẳng có mấy chân thành, nhưng không muốn dính líu gì đến anh ta nữa là thật. Nửa tháng này, trong quá trình ghi hình chương trình, chúng ta sẽ không can thiệp lẫn nhau, cũng đừng ai gây phiền phức cho đối phương. Tống Kiên nhướng mày, thờ ơ liếm môi nói. Anh thì chẳng sao, ai nổi điên trước còn chưa biết được. Lời nói có vẻ tự mãn, nghe như là có ý chế giễu cô vậy. Anh ta quá tự tin rồi, có chỗ dựa nên chẳng có sợ gì hết. Từ Uyển dám chắc, người không thể chịu đựng được trước chính là cô. Ra ngoài. Từ Uyển sợ mình thực sự không nhịn nổi mà cho anh ta một bạt tai. Đôi mắt Tống Kiên lướt qua ánh đèn rơi vào khoảng không. Một lúc lâu sau, anh ta mới có động thái rời đi. Khi đi ngang qua cô, anh ta dừng bước, mỉm cười và nói. Vậy sau này đừng có khóc, anh sẽ không dỗ em đâu. Từ Uyển nghẹn giọng đáp lại. Nếu là khóc trước mộ anh thì tôi có thể cân nhắc. Một tiếng cười trầm khàn phát ra từ lồng ngực. Cánh cửa mở rồi lại đóng lại, người cũng rời đi. Xung quanh trở nên yên lặng, trái tim có chút trì trệ, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú ngàn năm không đổi của Tống Kiên điên cuồng hiện lên trước mặt, quyết không buông tha cô. Ý thức của Từ Uyển bồng bềnh trôi, đưa cô trở lại một ngày cách đây nhiều năm. Trong bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3, một nhóm nam sinh nữ sinh bung xõa như chim sổ lồng. Đó là lần đầu tiên bọn họ uống rượu một cách thoải mái. Hầu hết đều đã lâm vào trạng thái không tỉnh táo. Có người đề nghị chơi trò thật hay thách, cô ngơ ngẩn cứ thế mà tham gia. Chỉ sau vài vòng, cô thua cuộc. Mọi người nhao nhao bắt Từ Uyển tìm một bạn nam cùng lớp để tỏ tình. Giữa đám đông đang hóng hớt xem kịch, cô nhìn thấy Tống Kiên. Ánh đèn trong phòng karaoke mờ mờ ảo ảo, bóng tối lướt qua khóe mắt và đuôi mày anh,
dáng vẻ vô tư biếng nhác của người đàn ông quyến rũ mê hoặc người. Vào thời điểm đó, Tống Kiên vốn không hòa hợp với nhóm Hoạt Sách bọn họ. Anh ta đua xe, thường xuyên ra vào quán bar và bị coi là trai hư. Dù có gia thế tốt, nhưng điểm số của anh ta không hề tụt lại phía sau, vậy nên cũng không ai quản nổi anh ta. Trong những năm cô đắm chìm vào sách vở, tham gia các lớp học piano ở phòng tập, tiếng tăm của anh ta đã được mọi người biết đến. Anh ta là người khoa trương, phong túng và hoang dã. Giữa một đám bạn học nam đang cười đến ngốc nghếch, vẻ xấu xa của Tống Kiên càng dễ khiến người ta thích hơn. Vì vậy cô đã chọn anh ta. Em thích anh. Xung quanh tràn ngập tiếng cười, giọng nói nhỏ nhẹ của cô tựa như gió thoảng. Tống Kiên thờ ơ, anh lười biếng nhướng mi lên nhìn cô không nói gì. Trái tim Từ Uyển đập nhanh đến mức gần như là muốn nổ tung trong lồng ngực. Cô đối mặt với ánh mắt phóng đãng và khó hiểu của anh, cắn môi nói. Tôi chọn Thách. Giữa tiếng thở dài thất vọng của nhóm bạn cùng lớp đang muốn xem trò vui, Tống Kiên uể oải nói. Ồ, cô nghĩ vấn đề kết thúc ở đây rồi, vậy nên cúi đầu xuống trở lại chỗ ngồi của mình. Trò chơi vẫn đang tiếp tục. Tống Kiên vốn đứng ngoài cuộc, lại thực sự tham gia. Ở vòng đầu tiên, anh ta dùng tay xoay cái chai, chờ nó dừng lại rồi thản nhiên nói. Tôi thua rồi. Mọi người nhìn sang một bên, cậu ta cố ý thua đúng không? Tống Kiên lãnh đạm đứng dậy, đút một tay vào túi, đôi mắt mang theo ý cười liếc nhìn trong số hơn 20 bạn học nữ. Những cô gái ngồi đây, mấy ai không phải lòng Tống Kiên được chứ? Ánh nhìn của anh khiến cho nhiều người đỏ mặt. Từ Uyển chỉ bình tĩnh ngồi nép mình trong góc, nghĩ rằng anh ta chắc sẽ không nhìn thấy cô đâu. Có điều chắc ông trời đã lặng lẽ ban phước cho cô. Khi cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt của Tống Kiên đã ở rất gần. Anh cúi người xuống, đôi mắt lấp lánh như sao trời, trên môi nở nụ cười nhẹ. Bạn học Từ, cậu đang yêu đương à? Ánh sáng đèn bị chặn lại ở phía sau lưng, cô nép dưới cái bóng của anh, ngơ ngác nhìn, có một chút ngốc nghếch. Tôi chọn nói thật. Tống Kiên cong môi. Các chàng trai thì reo hò tung trời, trong khi những cô gái thì lặng lẽ rơi nước mắt. Giữa những giọng nói ồn ào xung quanh, Từ Uyển đắm chìm trong đôi mắt rực cháy ấy, lồng ngực run rẩy, bất trí bất giác quên cả hít thở. Dù biết người trước mắt là ngọn lửa, vậy mà cô vẫn cứ như con thiêu thân mà lao đầu vào. Khoảnh khắc anh gật đầu, cô coi như đã chìm đắm trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy rồi. Từ Uyển chợt tỉnh dậy sau giấc mơ, ánh bình minh chiếu vào trước cửa sổ. Cô nhào mắt lại, hóa ra cô cuộn tròn trên ghế sofa ngủ quên cả một đêm. Trái tim cô trống rỗng, cảm giác đau đớn như bị thiếu mất một mảnh linh hồn. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Trong lúc trợ lý dẫn thợ trang điểm vào phòng để trang điểm cho cô, thì phiếu nhiệm vụ của tổ chương trình cũng được mang đến. Mùa đầu tiên này sẽ có tổng cộng 7 tập. Trong tập đầu tiên, tổ chương trình đã kết hợp tính cách và quan điểm trong việc lựa chọn bạn đời của từng khách mời. Sau đó đưa 14 khách mời nam và nữ vào, ghép họ thành từng đôi. Sau 2 ngày một đêm hẹn hò riêng, cả hai bên có thể quyết định tiếp tục hẹn hò hoặc là chọn lại đối tượng khác. Cũng tương đương với thẻ nhiệm vụ cô nhận được hôm nay, có tên đối tượng của cô trong 2 ngày sắp tới ở trên đó. Từ Uyển ngồi trước gương mở phong bì, thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định không phải là Tống Kiên, trừ anh ta ra thì ai cũng được hết. Khi từ Tống Kiên xuất hiện trong tầm mắt, Từ Uyển không kìm được mà thốt ra câu chửi thề. Mợ kiếp. Cái quái gì vậy? Cô đã đưa cho tổ sản xuất chương trình ý kiến về việc lựa chọn bạn cặp. Mỗi một điều trong đó đều khác xa Tống Kiên. Thế mà vẫn có thể gom hai người bọn họ thành một đôi à? Có mờ ám. Chắc chắn là có điểm mờ ám. Những vị khách khác theo từng cặp cùng nhau lên xe đi đến địa điểm hẹn do tổ chương trình chỉ định. Để lại Từ Uyển và Tống Kiên đứng ở cửa, trợn mắt nhìn nhau. Không đi sao? Anh ta hất cằm về phía chiếc xe thương mại. Bị người quay phim mắng, cô chẳng thể tỏ ra bất mãn, chỉ giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi mà chửi thầm trong lòng. Ánh mắt Tống Kiên lướt qua mặt cô, khóe mắt hơi nhướng lên, nhìn cô một cái rồi sải bước lên xe. Sau đó anh ta ngồi xuống cạnh cửa xe, nhướng mày. Còn đứng đó làm gì? Muốn anh ôm em lên à? Trong lòng cảm thấy ớn lạnh, Từ Uyển cắn môi vén váy lên, cúi xuống như một con mèo rồi cũng chui vào xe. Chiếc váy satin đen cọ vào chân anh, phát ra tiếng sột soạt. Tống Kiên rũ mắt nhìn nó, trên môi mỏng nở nụ cười nhẹ, như thể đang rất vui. Anh cười cái quái gì? Từ Uyển tránh máy quay, thầm nghĩ thật xui xẻo. Anh ta trầm tư liếc nhìn cô. Đừng mặc váy kiểu này. Anh quản được chắc. Từ
Từ Uyển ngồi xuống bên cửa sổ, liếc nhìn Tống Kiên một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Không nhìn nữa, cô sợ mình không kiềm chế được mà lao vào cắn người. Giọng điệu của anh ta có chút mỉa mai, dù nó rất nhẹ và trầm, nhưng trong không gian kín lại có vẻ đặc biệt sảng khoái. Từ Uyển không rõ tại sao, thực sự không muốn nhiều lời với anh ta. Dọc đường đi hơn 2 tiếng lái xe, cô cũng không nhìn anh một cái, chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thôi cũng chán, nên cuộn tròn trên lưng ghế ngủ tiếp đi. Mãi đến khi xe dừng lại, cô mới được nhóm quay phim đi cùng đánh thức. Ngay khi chân chạm đất, Từ Uyển liền choáng váng. Khách sạn nghỉ dưỡng lãng mạn đã hứa ở đâu? Sao lại trở thành đồng ruộng thế này? Nhìn thoáng qua, có một ngôi nhà gỗ nối liền với một vườn cây ăn trái rộng lớn, thêm một mảnh ruộng ngập nước vừa được cày xới nhưng chưa gieo hạt. Cuối cùng Từ Uyển cũng hiểu tại sao Tống Kiên lại bảo cô đừng mặc chiếc váy này. Tại sao lại thế này? Cô trừng mắt hỏi anh ta. Tống Kiên nhẹ nhàng nhếch môi đáp. Xin lỗi nhé, tay thối bốc phải cái thăm xấu nhất. Lông mày cô co giật điên cuồng, những tiếng chửi thề mắc kẹt trong cổ họng. Lời xin lỗi của anh ta không có một chút chân thành nào. Muốn gây sự với cô phải không? Trước ống kính, cô có thể nổi giận nhưng không dám lớn tiếng. Tống Kiên hớn hở. Đừng trách anh, em cả nửa ngày không chịu xuống, anh đành phải đứng ra thôi. Ồ, hóa ra đó là lỗi của cô. Được rồi mà, đừng tức giận nữa. Anh ta cong môi, đột nhiên lộ ra vẻ dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành. Từ Uyển vừa ngạc nhiên một chút, lại thấy anh ta nâng cằm, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Khát rồi phải không? Cứ đứng đây đừng cử động, anh đi mua nước cam cho em. Phản ứng đình trệ trong giây lát, cô ngơ ngác nhìn lại phía sau. Thực ra có một quầy bán cam bên lề đường, chắc là một người trồng cây ăn quả gần đó mang ra bán cho người đi đường. Từ Uyển thoáng thấy người quay phim đang cố gắng hết sức để nhịn cười, rồi cô chợt nhận ra, tên khốn kiếp Tống Kiên này đang trêu chọc cô. Mợ kiếp! Tiếng chửi thề sắp phun ra tới nơi, Từ Uyển vội dừng lại, vén những lọn tóc trên má ra sau tai, kiềm chế cảm xúc một cách thành thục. Cô mỉm cười với anh ta, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Không, ngược lại là anh đó, thể chất của anh kém như vậy, trời thì lạnh, nhớ đắp thêm đất cho ấm nhé. Không biết lời nói của cô đã đánh trúng điểm nào trên người của Tống Kiên, anh hơi nhíu mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô không nói thêm gì. Chưa kể nhìn anh ta trở nên nghiêm túc, cô lại cảm thấy có chút áy náy. Vài kỷ niệm vụn vặt trong quá khứ lướt qua trí nhớ của cô. Một lần cô đang chơi game với anh ta, lúc thấy mình sắp thua đến nơi, cô tuyệt vọng hỏi, anh có được không vậy? Chỉ với một câu đó thôi, anh ta lập tức ngừng chơi game, ném điện thoại qua một bên, bắt đầu giảng giải cho cô bằng ánh mắt bình thản. Em có thể nói một người đàn ông xấu, nhưng tuyệt đối không thể nói anh ta không được. Không khí thoáng yên tĩnh, Tống Kiên nhấc chân đứng dậy như không có chuyện gì. Chúng ta qua bên đó thôi. Từ Uyển thầm thở dài, hiếm khi anh ta không tấn công cô. Đường bờ ruộng dẫn vào căn nhà không rộng lắm, cô cẩn thận đi giày cao gót vén váy lên, vô thức nhìn bóng lưng người trước mặt. Thời tiết không nắng gắt, chỉ có đâu đó vài luồng ánh sáng vàng mỏng manh xuyên qua đám mây. Chiếc áo sơ mi trắng lấm lem quầng sáng, theo cử động của anh ta cứ thế dệt lên trên vai áo một đôi cánh vàng. Tống Kiên luôn là một người đàn ông kiêu hãnh và đầy tự tin. Ngay cả khi hai người bọn họ chia tay, cô đau lòng không thở nổi, anh ta vẫn có thể nhìn cô một cách kiêu ngạo và thờ ơ không nói một lời. Tưởng như chỉ có một mình cô mất mặt. Từ Uyển vờ như mọi chuyện đều ổn, hơi lơ đãng một lúc, rồi không may vấp phải thứ gì đó dưới chân. Gót giày cao và mỏng lệch đi khiến cho cô không thể đứng vững, cơ thể theo đó lắc lư rồi ngã sang một bên. Tống Kiên! Cô gần như vô thức hét tên anh ta trong cơn hoảng loạn. Tống Kiên khựng lại, trong ánh nhìn hoảng loạn của mình, cô nhìn thấy anh quay đầu, không hề chùn bước vươn tay ra muốn kéo cô. Tõm! Từ Uyển ngã xuống ruộng bùn, nước bẩn bắn tung tóe. Nước nhỏ giọt từ trên đầu, vương vãi khắp người, mặt và tóc. Chỉ trong vòng vài giây, cô từ một nữ minh tinh xinh đẹp quyến rũ trở thành một tượng đất sét bẩn thỉu ngã ngồi trên cánh đồng. Gió thổi qua, bóng cây đang nhảy múa, thế giới hiển nhiên rất ồn ào, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Tống Kiên nhìn hai bàn tay trống không của mình, sau đó cứng ngắc cúi đầu nhìn cô. Đối diện với ánh mắt đờ đẫn của cô, anh có một chút giật mình. Sau đó, tung người nhảy xuống luôn. Nước bùn lại bắn lên tung tóe, văng ra khắp đầu và mặt cô, làm cô không thể mở mắt ra được. Tống Kiên! Từ Uyển hồi thần sau khi bị mất mặt lần nữa, không nhịn được mà đứt quãng chửi thề.
Tên khốn này! Cô nghĩ anh ta nhất định là cố ý. Tống Kiên quỳ xuống nhìn cô, không vui nói. Đâu phải bây giờ em mới biết anh khốn nạn. Sao em ngốc vậy hả? Đi đường mà không nhìn cho kỹ. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cô nói không nên lời. Anh ta đưa tay đỡ cô, cau mày hỏi. Đau chỗ nào? Tôi đau tim. Từ Uyển sụp đổ rồi, bờ ruộng này đã trở thành điểm đen trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Tống Kiên tức giận cười nhạo cô, nhưng vẫn thấp giọng dỗ dành. Là lỗi của anh vì không giữ được em, chúng ta đứng dậy trước được không? Cô gần như là bật khóc. Bây giờ nói vậy thì có ích gì chứ, xấu hổ cũng xấu hổ rồi. Anh ta kiên nhẫn nói. Cả hai chúng ta đều xấu hổ, em đâu có đơn độc. Ai nói muốn xấu hổ chung với anh chứ? Đó là loại logic gì? Tư Uyển quay mặt đi phớt lờ anh ta. Còn chả treo nữa. Vừa quay mặt đi cô liền được người ta bế lên. Tuy vùng vẫy hoảng loạn nhưng vẫn bị anh ta ôm chặt. Tống Kiên rũ mắt xuống, trong không khí ồn ào xung quanh nở một nụ cười cảnh cáo. Thử động đậy nữa xem, tên khốn nạn anh đây có thể làm ra chuyện gì. Cô thế mà không dám cử động gì nữa. Theo những gì cô biết về Tống Kiên, anh ta thực sự có thể làm những điều mà cô không thể ngờ tới. Thấy cô trừng mắt nhìn anh nhướng mày nói. Ngoan, im miệng. Từ Uyển nhắm mắt lại xem như không nhìn thấy gì. Tay đặt ở đâu đấy? Từ Uyển ngơ ngác. Ôm anh. Giọng điệu của anh ta rất là nghiêm túc. Nếu ngã xuống nữa lại khóc bây giờ. Nghĩ cũng hay nghĩ quá ha. Từ Uyển lại nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy gì. Có tiếng nước bùn nhỏ xuống, bước chân của Tống Kiên dần dần nhanh hơn, mấy lần suýt nữa thì cô tuột khỏi vòng tay anh. Tên khốn này! Lại lần nữa rung lắc dữ dội, cô sợ đến mức theo bản năng túm chặt lấy anh. Khoảnh khắc cô quàng tay qua cổ anh ấy, cô nhìn thấy nụ cười đắc thắng trong mắt anh. Từ Uyển nghiến răng siết chặt những ngón tay quanh cổ anh, dùng móng tay cào vào da anh. Tống Kiên không đau không ngứa, nhưng giọng lại trở nên khàn khàn. Cần anh giúp em sửa soạn không? Từ Uyển còn lạ gì kiểu háo hức này của anh. Nó là điềm báo kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Từ Uyển mím môi, trở nên yên lặng thành thật. Vừa bước vào nhà, cô lập tức vùng ra khỏi vòng tay anh. Cứ như con ruồi chạy khắp nhà tìm phòng tắm. Đó là một ngôi nhà hai phòng đơn giản, với một phòng tắm nhỏ đến thảm thương, chưa nói đến đồ vệ sinh cá nhân. Từ Uyển phải mất hơn một giờ mới dọn dẹp xong cho mình. Không có máy sấy tóc, nên cô bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp. Tống Kiên đứng ở trước cửa gọi điện thoại, giọng điệu lười biếng thoải mái. Nước chân quần áo đã khô, rõ ràng là bùn đất, vậy mà tư thế vẫn bình tĩnh khoan thai, không hề có chút bối rối nào. Từ Uyển lặng lẽ cong môi, đi đến cạnh người quay phim. Đại ca, đoạn hồi nãy có thể đừng cho vào được không? Một khuôn mặt vuông vức ló ra từ phía sau máy quay, cười khúc khích nói. Cô Từ, trong hợp đồng có ghi rõ, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Từ Uyển đen mặt quay đi. Được rồi, các anh cứ lan truyền đoạn phim đó đi, không cần chụp ảnh nữa. Từ Uyển hết muốn đợi tóc khô luôn rồi, liền quay người bước vào phòng. Họ không thể quay phim cô lúc đang ngủ được. Với ý định tránh xa máy quay, dù căn phòng đơn sơ và có chút tối tăm, cô vẫn dọn dẹp giường, cuộn tròn dưới chăn rồi chuẩn bị đi ngủ đến sáng hôm sau. Nếu lý tưởng mà viên mãn quá thì hiện thực sẽ rất là tàn khốc. Cho đến lúc bị kéo ra khỏi giường, cô vẫn còn bối rối. Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, một tiếng cười trầm thấp đầy trêu chọc vang lên. Em còn muốn anh ôm em đi ăn à? Toàn thân run lên một cái, ngay lập tức làm cho cô tỉnh táo. Làm sao anh vào được đây? Từ Uyển bò lại lên giường bằng tay và đầu gối, nhìn chằm chằm vào hình dáng trong bóng tối với đôi mắt mở to. Tống Kiên đứng thẳng người, đứng ở bên giường và đáp. Anh gõ cửa rồi. Vậy thì sao? Tống Kiên nói. Anh có chìa khóa. Đây là điều cô không thể nào ngờ tới. Trước khi đi ngủ cô đã kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ để chắc chắn rằng chúng sẽ được khóa cẩn thận. Tôi không ăn, mau đi ra ngoài đi. Tống Kiên khoanh tay nhìn cô từ trên cao một lúc. Bị bóng tối bao phủ, cô cùng anh ta giằng co trong lặng lẽ. Được, anh ta nói. Ngay khi cô đang ngạc nhiên không ngờ Tống Kiên dễ nói chuyện như vậy, thì anh ta liền trèo lên giường. Ăn một mình cũng chẳng thú vị gì. Anh ta nằm ngửa, kéo chăn áp sát vào người hơn một chút. Ngủ hai mình sẽ vui hơn. Tống Kiên! Giọng của Từ Uyển run lên. Trong bóng tối, giọng điệu của anh rất thản nhiên. Ừ, anh ở đây, em nói đi. Từ Uyển hít một hơi rồi thấp giọng nói.
Chúng ta đã chia tay rồi, đề nghị anh có chừng mực. Ồ, nhẹ nhàng làm sao? Thái độ thờ ơ của anh vẫn như lúc trước, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Móng tay cắm sâu vào da thịt, cô buộc bản thân phải kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng hỏi. Anh có ý gì? Ở một vùng quê xa thành phố, sao trời không nhiều, chỉ có ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, soi rõ một góc phòng. Giọng nói của Tống Kiên cũng rõ ràng như thế, còn pha một chút dịu dàng. Uyển Uyển, em phụ trách anh lần nữa có được không? Nói như một lời thỉnh cầu nhẹ nhàng, không phải là cô không hề động lòng chút nào, thế nhưng nhiều hơn là buồn cười, còn xen lẫn cả vô số lần tủi thân trong quá khứ. Từ lúc bắt đầu cô đã biết Tống Kiên trẻ trung ngỗ ngược và nổi loạn. Thế giới của anh ta đầy những buổi tiệc tùng hào nhoáng. Anh thích đua xe, đó là niềm đam mê bất tận đã khắc sâu vào xương tủy. Những cô gái thèm muốn anh cứ đến rồi đi, mặc dù chưa từng thấy anh bị ai đó thu hút, thế nhưng cũng không cản trở họ cùng nhau trải qua những phút giây đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Đối với người được mệnh danh là người đàn ông của thời đại, nếu bạn chỉ đứng xa nhìn anh ta, có lẽ sẽ dễ dàng bàn luận về người đó với một thái độ dửng dưng bình thản. Thế nhưng nếu bạn thực sự trao đi trái tim mình, số phận của bạn cũng chẳng khác là bao. Đêm đó tại phòng karaoke chơi thật hay thách, cô biết nếu mình tiến thêm một bước, có thể sẽ rơi xuống vực thẳm, vậy mà cô vẫn gật đầu. Kể từ đó, một lỗ hổng lớn khoét sâu vào cuộc đời yên bình của cô, báo trước không bao giờ có thể lành lại được. Trong mắt mọi người, cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Từ nhỏ cô chưa bao giờ làm điều gì nổi loạn. Ở bên Tống Kiên đã làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng của mọi người về cô. Trong những năm đó, cô làm việc điên cuồng để hòa nhập vào cuộc sống của anh. Cô ngồi trên ghế phụ trên xe của anh, nhuộm tóc và lén xăm tên viết tắt của anh lên ngực. Tống Kiên cau mày nói rằng anh thích bộ dạng trước đây của cô hơn. Sau đó cô bình tĩnh lại, đối xử với anh như một quý cô dịu dàng và tinh tế. Anh đi đêm không biết bao nhiêu lần, dính vào vô số scandal. Anh không nhớ ngày hai người bọn họ yêu nhau, kể cả sinh nhật của cô. Anh cũng để cô ngồi một mình cùng chiếc bánh cả đêm hôm đó. Anh xăm tên viết tắt của cô trên ngực mình. Anh bù đắp những ngày kỷ niệm và sinh nhật bị bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Nháy mắt lại khiến cho cô vui vẻ. Có một người bạn từng nói đùa rằng, thế này chẳng giống phong cách công tử của anh chút nào. Anh chỉ cười khúc khích và nói câu nói kinh điển với vẻ khinh thường. Đời anh có hai lý tưởng, đó là đua xe và yêu Uyển Uyển. Các bạn cười thật lớn, nhưng lời nói lọt vào tai cô lại mang một ý nghĩa khác. Có lẽ bởi vì kiêu ngạo, trong lòng anh việc đua xe luôn là ưu tiên hàng đầu. Thời gian trôi qua, cô có cảm giác mình như con chim hoàng yến bị anh nuôi trong lồng. Khi anh vắng nhà, việc của cô chỉ là ở nhà chờ đợi khi anh mệt mỏi trở về, và rồi sẽ ngã vào vòng tay ấm áp của anh. Sự bất bình dần dần tích tụ sau từng lần cô và anh cãi nhau, dù anh luôn kiên nhẫn đợi cô lớn tiếng xong mới cố gắng xoa dịu cô. Tính cách anh phóng túng, luôn chiếm ưu thế trong mối quan hệ này, ung dung mà tự tin. Tình yêu không biến mất, nhưng cuối cùng lại tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Kết quả là cả hai chia tay nhau. Trong một khoảng thời gian thật dài, dù có gục ngã lần nữa, cô vẫn ôm hy vọng chàng trai ngang tàng ấy sẽ quay trở lại. Một ngày nào đó anh sẽ quay đầu về bờ. Sau đó à, trái tim cô tan vỡ trước. Lần duy nhất cô đề nghị chia tay cũng là lần cuối cùng, chưa từng quay đầu. Mấy năm nay, cuộc sống của cô không có gì khác ngoài công việc. Bận rộn đến mức thỉnh thoảng cô dừng lại suy nghĩ, tự khiến mắt mình đỏ hoe. Có tiếc nuối không? Không hề. Chỉ là khi nghĩ đến anh, cô luôn có cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Tưởng như cô trao đi hết tình yêu của mình, nhưng Tống Kiên chỉ dành chút thời gian để yêu cô thôi. Nhàm chán làm sao? Tiếng côn trùng trên cánh đồng kêu ríu rít ngoài cửa sổ, đưa cô tỉnh lại từ trong dòng ký ức. Cô cảm thấy lòng mình cũng giống như ánh trăng cô đơn ngoài kia, hoang vắng lạnh lẽo và bất lực. Từ Uyển nhếch môi mỉa mai. Tống Kiên, tôi chỉ thấy thật nhàm chán. Đêm nay đến tận lúc cuối, không ai trong hai người bọn họ còn đủ khí lực để tranh luận nữa. Suy cho cùng, Tống Kiên đã trưởng thành hơn, bớt nóng nảy hơn, suy nghĩ cũng khó đoán hơn. Từ Uyển không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cô biết anh ta có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời cô nói. Chắc là hiểu được rồi. Ngày hôm sau gặp lại, hai người bọn họ khá bình thường, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Không nhìn vào mắt nhau thì bầu không khí giữa hai người bọn họ cũng coi như là thoải mái. Buổi trưa trên đường trở về khách sạn, Từ Uyển thầm thở dài.
Những tập tiếp theo chỉ cần cô không chọn anh thì hai người bọn họ sẽ không cần chạm mặt nhau. Vì vậy tối hôm đó, không chút do dự, cô điền tên một diễn viên mà cô biết vào phiếu lựa chọn, đồng thời bí mật gửi cho anh ấy một tin nhắn đề nghị hợp tác. Chu Nhất An sẵn lòng đồng ý, đến cuối còn nói đùa, em không sợ anh giả vờ sao? Từ Uyển thản nhiên gõ một câu, xin hãy nhớ tới tình bạn cách mạng của chúng ta, đừng vì tình mà rơi nước mắt, hãy chỉ thức đêm để nổi tiếng thôi. Đúng vậy, Chu Nhất An và cô quen nhau từ khi mới bước chân vào nghề. Hai người bọn họ chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau nhập vai đóng nam nữ chính. Giữa hai người bọn họ có một sự ăn ý ngầm, chính là chỉ có kẻ ngốc mới yêu đương. Mấy năm qua chẳng thiếu tin đồn, thế nhưng chúng đều bị người hâm mộ của hai người bọn họ dập tắt. Đừng có đùa, anh chị em cô đang toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp đấy. Sáng sớm tỉnh dậy, nhận được thẻ nhiệm vụ, thành công cùng Chu Nhất An lập thành couple, cô thở phào nhẹ nhõm. Có điều chẳng bao lâu sau, cô bị vả mặt một cái. Mọi người tụ tập ở hội trường, những khách mời không khớp đôi đều được lựa chọn lại. Thành Kim Nguyệt quyết không tin vào lời đồn, vẫn kiên định lựa chọn Tống Kiên. Người sau cụp mi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, không từ chối. Khi tổ chương trình đặt ra quy tắc để phân đội, Thành Kim Nguyệt nắm lấy cánh tay cô và nói, Uyển Uyển, chúng ta kết hợp thành một đội nhé. Cô ấy là kiểu người thích chơi với lửa, càng sôi động càng hăng hái. Tôi cùng Tống Kiên, cô sẽ không để bụng chứ? Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười đầy ẩn ý. Cô để bụng cái quái gì cơ? Thế nào cũng được. Để chứng minh bản thân thoải mái, vô tư, cô đồng ý. Thành Kim Nguyệt cười nhẹ. Hay lắm, chị em tốt. Chu Nhất An đứng ở bên cạnh, quay đầu cười nhạo Thành Kim Nguyệt. Cô gặp rắc rối lớn rồi, bạn trai cũ của chị em tốt mà cũng dám động vào. Anh đúng là không hiểu cái gì cả. Thành Kim Nguyệt duyên dáng trợn mắt. Con người cũng như sản phẩm thôi, phải qua tay người kiểm định chất lượng trước khi rời khỏi nhà máy, thế mới yên tâm mà sử dụng được chứ. Từ Uyển, cô là nhân viên kiểm định chất lượng cho cô ta đấy à? Lịch trình cho cuộc hẹn hò bốn người đúng là thú vị hơn thật. Ngày đầu tiên, leo núi. Đây là môn thể thao Tống Kiên ghét nhất. Điều thậm chí còn khó chịu hơn là trên đường Thành Kim Nguyệt cứ hỏi đi hỏi lại Tống Kiên có mệt không, có khát không. Tống Kiên luôn cư xử như một thiếu gia, cao ngạo và lạnh lùng, nhưng điều này không làm cạn đi bầu nhiệt huyết của Thành Kim Nguyệt. Mỗi lần đi bộ được một đoạn, Thành Kim Nguyệt đều chăm chỉ lấy nước khoáng cho Tống Kiên uống, hoặc lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh ta. Hai người tương tác với nhau như thể xung quanh không có ai vậy. Lúc đầu cô khá bình tĩnh, nhưng khi bước đi, có lẽ vì đường núi quá dốc, nên tim cô đập nhanh hơn, cũng trở nên cáu kỉnh hơn. Để ngăn lại tiếng ồn ào bên tai, Từ Uyển liên tục tăng tốc độ bất kể bên cạnh có ống kính máy quay hay không. Ngoại trừ khiêu vũ, cô ghét tất cả những môn thể thao còn lại. Trước đây khi Tống Kiên dẫn cô đi leo núi, cô cứ lăn ra không chịu di chuyển. Anh nói rằng thể chất của cô kém, dù chơi môn nào anh cũng sẽ không nhường nhịn cô đâu. Mỗi khi cô lần nữa không chịu đi tiếp, anh đều kiên nhẫn đi cùng cô, cho đến khi cô chịu nhấc từng bước leo lên đỉnh núi dưới ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của anh. Rồi anh giãn lông mày, xoa đầu cô khen ngợi. Thật giỏi. Lúc này đây, cô dừng chân trên đỉnh núi, đá mấy viên sỏi ra khỏi lòng bàn chân, âm thầm chửi thề. Tôi cho anh một gõ bây giờ. Chu Nhất An và người quay phim hổn hển chạy theo Từ Uyển lên đỉnh, ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng phàn nàn. Chậm lại một chút, em vội đi đầu thai đấy à? Từ Uyển ra vẻ nói. Anh là người lớn rồi mà sao chạy chậm quá vậy? Ha ha. Chu Nhất An tức giận cười lớn, sau đó nhận ra tâm tình của cô không tốt, liền tiến tới ngồi cạnh. Làm sao? Ai ném pháo vào người em à? Từ Uyển chưa kịp nói gì thì hai người còn lại đã chậm rãi bước lên con đường đá. Thành Kim Nguyệt vừa nói vừa mở to đôi mắt. Tống Kiên gật đầu lắng nghe, không khí sôi nổi hài hòa. Ồ, hiểu rồi. Chú Nhất An mỉm cười. Từ Uyển trừng mắt nhìn anh ta. Anh hiểu cái gì cơ? Hoặc tình cũ khó quên, hoặc tức cảnh sinh tình, em thuộc trường hợp nào? Từ Uyển dừng một chút, rồi dùng miệng lưỡi sắc bén của mình đáp lại. Anh mới khó quên tình cũ ấy, lại còn tức cảnh sinh tình, vừa đúng với hai chữ. Chú Nhất An ngẩn ra một lúc, ngơ ngác nhìn cô. Hai người kia dần dần tiến lại gần hơn, cô đứng dậy đi về phía ngôi chùa trước mặt, tránh xa tầm nhìn của mình. Phía sau chú Nhất An gầm lên. Từ Uyển, em mắng ai xúc sinh đấy hả? Từ Uyển cong môi cười vui vẻ, thoải mái bước về phía ngôi chùa.
Sau cánh cửa có một vị hòa thượng ngồi sau bàn, chắp tay cười nói. Thí chủ đến đây xin quẻ phải không? Từ Uyển cúi người đáp lễ, vốn dĩ chỉ muốn đến cầu bình an, không có hứng thú đến cầu tình duyên hay tài lộc. Vừa định từ chối, lại bị Thành Kim Nguyệt vừa đến nói. Dù gì cô cũng đã đến đây rồi, chỉ là xin một quẻ thôi mà. Sư phụ, xin cho chúng tôi rút thử xem sao. Từ Uyển lướt nhìn Thành Kim Nguyệt. Nhân duyên của cô, còn muốn cầu Phật chứng cho hay sao hả? Thủ đoạn quyến rũ ba xu của cô ta, Đức Phật còn thấy xấu hổ nữa là. Ấy, đừng có làm hỏng cuộc vui mà, đi thôi, chúng ta cùng rút. Sư phụ khẽ mỉm cười. Vậy xin hai vị tí chủ ghi ra tên người mình thích, rồi đến lại Phật xin kết quả. Thành Kim Nguyệt vội vàng vung tay viết xuống chữ Tống Kiên một cách phóng khoáng. Từ Uyển im lặng, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào khó tả. Đi thôi. Thành Kim Nguyệt đưa cho Từ Uyển một tờ giấy. Không quan tâm cô đã bắt đầu viết hay chưa, liền kéo cô quỳ xuống trước mặt tượng Phật. Từ Uyển nhìn theo bóng lưng cô nàng khi đang lắc ống đựng quẻ một cách đầy thành kính, lặng lẽ mím môi. Thẻ thượng thượng. Thành Kim Nguyệt hưng phấn nhặt thẻ tre lên, đưa cho sư phụ. Đầu óc Từ Uyển hơi dao động một chút, tay cô cũng không để yên. Nhặt thẻ tre lên rồi mở nó ra. Thẻ hạ hạ. Từ Uyển nhìn chằm chằm ba chữ đó, chìm đắm trong suy nghĩ. Xem đi, ngay cả Đức Phật cũng biết hai người bọn họ vô duyên. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo, lành lạnh hiện ra trước mắt cô. Anh ta cầm lấy thẻ tre từ tay cô, rồi đút gọn gàng vào trong ống. Từ Uyển ngẩng đầu lên. Tống Kiên nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, vẻ mặt vô cảm đưa ống tre cho cô nói. Lắc thêm mấy lần nữa. Cái này còn có thể lắc nhiều lần sao? Đôi mắt Tống Kiên lấp lánh, giọng nói đầy sức thuyết phục. Thầm gọi tên anh trong lòng, lắc lắc vài lần, nhất định sẽ được như ý. Từ Uyển lạnh lùng liếc nhìn anh ta, cười khẩy. Anh tưởng đây là đi chợ đấy à? Anh còn kén cá chọn canh. Tống Kiên không để ý, hơi nhướng mày, chậm rãi và nói. Số mệnh của anh do anh chọn, không phải là do ông trời. Gớm, số phận của anh do anh chọn cái em gái nhà anh. Từ Uyển không nhịn được, vừa định đứng dậy, Tống Kiên vẫn kiên trì nhướng mày khiêu khích. Sao, em không dám à? Từ Uyển biết anh ta đang cố khiêu khích cô, nhưng anh ta đừng hòng được như ý. Hai người bọn họ rơi vào trầm mặc. Phía sau anh ta, Chu Nhất An cùng Thành Kim Nguyệt cúi đầu lại lẩm bẩm điều gì đó. Chu Nhất An nói, không biết cô có thấy vậy hay không, nhưng tôi có một cảm giác. Thành Kim Nguyệt nói, tôi cũng có, anh nói trước đi. Chu Nhất An trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói, tôi cảm thấy mình chỉ là một người trung gian thôi. Đại ca à, chúng ta cùng chí hướng rồi. Thành Kim Nguyệt vỗ vỗ vai anh. Đúng vậy, chúng ta đều chỉ là người trung gian cho tình yêu của người khác. Mấy người thấy hài hước lắm hả? Tự nhiên biến cô thành con dế chũi. Từ Uyển trừng mắt nhìn Tống Kiên, nhét thẳng ống tre vào ngực anh. Muốn thì tự mình lắc đi. Thảo luận một chút. Thành Kim Nguyệt thò đầu vào giữa Tống Kiên và cô. Tôi và Chu Nhất An không muốn tách rời hai người. Chúng tôi có thể ở cạnh nhau mà, phải không? Cô mau im miệng đi. Từ Uyển duỗi thẳng đầu gối rồi đứng dậy, bước ra khỏi đó. Đi ra ngoài hồi lâu, Chu Nhất An mới đuổi kịp cô, lại hỏi. Không đợi bọn họ à? Từ Uyển nhìn chằm chằm vào bậc thang rồi bước xuống mà không nói một lời. Tống Kiên còn đang rút quẻ. Ừ, không ngờ anh ta lại rút đúng thẻ hạ hạ mà cô vừa xin được. Anh ta chắc chắn như vậy, có phải cô lắc thẻ vừa nghĩ đến anh ta không? Đi được một lúc, Chu Nhất An quay đầu lại mấy lần, vẫn không thấy Tống Kiên và Thành Kim Nguyệt. Thấy Chu Nhất An mong chờ, cô nhịn không được trêu anh. Sao đây, anh thích Thành Kim Nguyệt à? Người quay phim ở một bên ngửi thấy mùi có biến, lặng lẽ đưa máy quay lại gần. Chu Nhất An dừng lại dưới mái hiên không chịu đi nữa, chống tay bên hông trừng mắt nhìn cô. Từ Uyển, em đúng là không tử tế chút nào. Em làm sao? Từ Uyển vô tội xòe tay. Rõ ràng em và Tống Kiên là người yêu cũ, còn muốn kéo anh ra đỡ đạn. Em cư xử có tính người chút có được không hả? Em chưa nghĩ ra cách nào khác. Từ Uyển chưa từng nghĩ đến việc nối lại tình cũ, cũng như không nghĩ đến việc kéo ai đó ra làm bia đỡ đạn. Đại ca, xin anh lùi lại một chút. Chu Nhất An xua tay với ống kính, sau đó kiên định nhìn cô một lúc. Từ Uyển, anh nói em cái này này. Chu Nhất An làm cái ra vẻ như đàn anh đang giảng giải cho người khác. Phật nói nếu không có duyên nợ, làm sao gặp được nhau. Em và Tống Kiên là vậy đấy, định mệnh đã báo trước là sẽ ở bên nhau. Người quay phim vô cùng hào hứng với tin đồn,
anh ta lặng lẽ tiến về phía trước. Từ Uyển buồn cười hỏi, Đức Phật nào nói vậy? Anh ta bị cô chọc cho tức giận. Kiếp trước chắc em là vận động viên hùng biện, mồm miệng nhanh nhảu như vậy cơ mà. Nhàm chán. Không chỉ chủ đề này nhàm chán, Tống Kiên cũng nhàm chán. Sau khi kết thúc lần ghi hình thứ hai, cô đã có ý định bỏ cuộc. Từ Uyển gọi điện cho người đại diện của mình vào buổi tối, và đúng như dự đoán, cô bị mắng té tát. Tô Trạch mắng cô xong, thấy cô im lặng hồi lâu mới dịu giọng nói. Tiểu Từ à, cô phải biết rằng hiện tại fan của cô và Tống Kiên đã chiến nhau căng lắm rồi. Cả hai nhà đều trông chờ cô tham gia chương trình này. Tình cảnh hiện giờ cô cũng rõ, cô với Tống Kiên ai rời đi trước thì chính là kẻ thua cuộc. Ồ, lại còn muốn tôi và anh ta phải phân định thắng thua sao? Anh Tô của cô nổi tiếng là người có sức chiến đấu bền bỉ. Từ Uyển nhớ khi mình còn là một nghệ sĩ nhỏ không mấy tiếng tăm, bị một số anti-fan mắng mỏ, cả nửa ngày cũng không bắn ra được một câu phản bác. Tô Trạch thở dài một hơi, tự mình ra tay. Kỷ lục mạnh nhất đối với anti-fan suốt 36 tiếng không ngủ, nổi như cồn chỉ sau một trận chiến. Anti-fan thay hết lượt vòng này đến lượt vòng khác, nhưng anh Tô vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ngược lại, những anti-fan kia không thể chịu đựng được nữa, họ đều đầu hàng và cầu xin anh nhanh chóng đi ngủ để tránh bị đột tử. Để rồi sau này cô dần độc mồm độc miệng, đến cả anti-fan cũng quen với điều đó. Người như anh Tô yếu đuối chỗ nào chứ? Phải phân định thắng thua chứ. Tô Trạch gật đầu như dã tỏi. Fan hai nhà chiến nhau nhiều năm như vậy rồi, chúng ta không thể thua được. Từ Uyển quay người nhìn đêm tối bên ngoài cửa sổ qua lớp rèm mỏng, cảm thấy có chút phức tạp. Cùng Tống Kiên yêu đương, nhưng cô luôn luôn muốn tỏ ra chín chắn trước mặt người khác. Vì vậy sau khi chia tay, cô chưa bao giờ nhắc đến anh hay nói một lời nào với anh cho đến lần này hai người bọn họ gặp nhau. Nếu bạn kìm nén quá lâu, khi gặp lại nhau nhất định sẽ đỏ mắt. Chẳng lẽ cô... Tô Trạch nghi hoặc, vẫn còn nhớ nhung cậu ta ư? Nghe vậy thì Từ Uyển lặng lẽ cau mày. Màn đêm dày đặc chiếm trọn tầm mắt, cô cảm thấy mình hít thở có một chút khó khăn. Tô Trạch ở đầu bên kia tức giận nói. Từ Uyển, cô tỉnh táo lại đi, đừng để bị hắn lừa nữa. Hắn ta có tiềm lực mạnh, thoát ra khỏi trò chơi tình cảm này dễ như bỡn. Cô không thể làm như hắn được đâu. Điều này cũng đúng. Thiếu gia Tống Kiên rút lui không đau không ngứa, nhưng cô đau đớn tận xương tủy. Không đáng chút nào. Tô Trạch vừa khuyên nhủ vừa cảnh cáo. Tôi không phải là người quản lý thiếu linh động, nhưng chương trình lần này ngoại trừ Tống Kiên ra, cô yêu ai cũng được. Không có hứng thú. Không muốn bị quấy rầy nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Khoảnh khắc chuông cửa reo, Từ Uyển có linh cảm người đến chính là Tống Kiên. Thế là cô nằm yên, nhưng anh ta cứ cố chấp bấm. Cô không mở cửa, anh ta cũng nhất định không chịu đi. Đêm đã khuya, chuông cửa vang lên liên hồi. Nếu cô không ngăn lại, mọi người ở tầng này đều sẽ biết Tống Kiên đang ở trước cửa phòng cô. Cô không đi ra mà chỉ cầm điều khiển từ xa mở cửa. Khi Tống Kiên bước vào, anh ta đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, như thể vừa từ bên ngoài về, ngọn tóc ướt sẫm sương đêm. Dưới ánh sáng mờ ảo màu cam, anh ta vươn tay đưa về phía cô. Một thẻ tre dài, phẳng, bên trên có dòng chữ màu son đỏ, Từ Uyển không thể tin được ngước mắt lên. Nửa đêm anh chạy lên núi xin quẻ đấy à? Ở bên nhau nhiều năm như vậy, thế mà cô không biết anh ta thành tâm hướng Phật đến vậy. Là bởi vì cô không hiểu anh ta, hay là anh bị linh hồn ác độc nào đeo bám? Vẻ mặt Tống Kiên đầy thành thật. Uyển Uyển, chúng ta không phải thẻ hạ hạ. Đây là anh ta muốn chứng minh cô và anh ta chính là định mệnh. Cảm xúc trong lòng cô lẫn lộn, cũng không rõ mình đang cảm thấy gì, chỉ thấy hơi buồn cười và khó chịu. Sư phụ nói quẻ số 81, người mình muốn ở ngay trước mặt mình. Tống Kiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt thẻ tre vào đó. Tay của Từ Uyển run lên, cô bần thần nhìn chằm chằm vào thẻ tre trong tay mình. Không khí trầm xuống, cô hất tay anh ta ra. Tống Kiên, anh đúng là có bệnh. Thẻ tre bay ra khỏi tay và đánh vào người anh. Trong lòng cô gào thét, còn nhắc đến chuyện cũ vết thương trong lòng cô sẽ rách ra mất. Lời nói trở nên khó nghe hơn. Anh làm thế này là có ý gì? Tống Kiên không nói gì, đôi mắt tối sầm lại. Anh không thấy buồn cười sao? Từ Uyển gần như là gầm lên. Việc chúng ta chia tay liên quan gì đến Phật? Anh đừng trẻ con như thế nữa được không? Thật khó để tưởng tượng anh ta có thể làm được điều này. Một chàng trai ngang ngược, không quan tâm đến bất cứ điều gì,
đôi khi có thể rất ngây thơ. Tống Kiên lặng lẽ đứng đó, để cô trút giận xong rồi mới cúi xuống nhặt thẻ. Ánh sáng mờ ảo chiếu giữa đôi lông mày rũ xuống của anh, trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, đến cả lời nói ra cũng dịu dàng như thế. Uyển Uyển, 1003 ngày, anh ngày nào cũng đều nhớ em. Đôi mắt nhìn sâu thẳm, chân thành thành kính. Anh đã nghe lời em, đã nỗ lực để trở thành một người tốt hơn rồi mới dám đến gặp em. Những lời đó rơi vào lòng cô, khi cô cẩn thận ngẫm lại, có chút vị đắng trong đó. Từ Uyển muốn cười nhưng mắt lại cay cay. Cuối cùng cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, Tống Kiên nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, rồi cô bị anh ôm cứng ngắc. Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, hư hư ảo ảo. Uyển Uyển, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không? Từ Uyển gần như bật khóc ngay lập tức. Chỉ cảm thấy mọi tủi thân mà cô từng chịu đựng trong mấy năm qua, giờ đây đang được an ủi phần nào. Một thời gian dài sau khi chia tay, cô bị mắc kẹt trong vòng xoáy nghi ngờ bản thân. Liệu mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ yêu hay là mình đã can thiệp quá nhiều? Đều không phải. Cô yêu anh sâu đậm đến thế, bất luận có bao nhiêu ấm ức, cô vẫn có dũng khí lao vào lửa. Cô muốn ở bên cạnh anh, cùng anh tiến xa hơn. Tô Trạch đã nói với cô một điều, đến giờ cô vẫn không thể nào quên. Anh nói, tiểu từ, không phải cô không đủ tốt, mà là người cô yêu không chịu nổi tình yêu của cô. Những kẻ yêu nhau thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, bởi vì tình yêu là không bình đẳng. Khi một người cảm thấy tủi thân, giữa hai người sẽ nảy sinh rạn nứt. Uyển Uyển, đừng khóc. Tống Kiên đưa tay lau nước mắt cho cô, kiên nhẫn dỗ dành. Từ Uyển đẩy mạnh anh ta ra, quay đầu đi tự lau nước mắt. Sau khi cảm xúc bộc phát, lòng cô thấy nhẹ nhõm. Chắc vậy, chắc là nhẹ nhõm. Anh đi đi. Từ Uyển nghe thấy giọng mình khàn khàn đứt quãng, rốt cuộc cũng đã đau lòng rồi. Cô luôn tin rằng những người thực sự yêu nhau đều có những khoảnh khắc tình yêu tỏa sáng, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Đến lúc chia tay, tiếc nuối là điều khó tránh khỏi. Tống Kiên không nhúc nhích, ngoan cố đứng yên tại chỗ. Từ Uyển quay đầu nhìn vào tấm gương trong suốt, mắt đỏ hoe, không giấu được sự nhếch nhác. Cô vung tay lên, lọ nước dưỡng da bằng thủy tinh đập mạnh vào gương, những mảnh vỡ bắn tung tóe. Vẻ mặt Tống Kiên thay đổi, theo bản năng đưa tay ra bảo vệ cô. Từ Uyển đến bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn anh nói. Gương vỡ rồi, đâu còn giá trị nữa. Không ai muốn sử dụng lại một chiếc gương vỡ để làm rách tay mình. Tống Kiên nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên sàn. Anh tin rằng gương vỡ lại lành nhất định có ý nghĩa riêng của nó. Từ Uyển chợt lên tiếng. Gương vỡ lại lành chỉ khiến người ta đau đớn thêm lần nữa thôi. Tống Kiên, tôi không tin anh. Người ta thường như vậy, có đủ dũng khí lao đầu vào ngọn lửa tình yêu, nhưng lại không có đủ tự tin để quay lại với nhau. Tống Kiên chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, đuôi lông mày có chút ửng đỏ. Từ Uyển quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Giữa hai người dù vẫn còn tình yêu, một khi lòng tin sụp đổ thì không thể xây dựng lại chỉ bằng vài lời nói. Đạo lý này ai cũng hiểu. Màn đêm dày đặc mà tĩnh lặng, y như anh bây giờ. Suy cho cùng anh kiêu ngạo như vậy, chắc chắn đã phải đấu tranh vô số lần mới có thể cúi đầu đến mức này. Vậy mà tình cảm trào dâng lại bị dội một gáo nước lạnh, chắc cũng không còn sức lực để tiếp tục vùng vẫy nữa. Tống Kiên nhặt một mảnh gương lên, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi rời đi. Cả đêm cô không thể ngủ được. Người trợ lý đến vào buổi sáng hôm sau liền bị sốc khi nhìn thấy cô. Chị Tiểu Tư, sao mắt chị lại sưng lên thế này? Tất nhiên cô sẽ không nói với cô ấy là vì cô khóc. Cô chỉ lắc đầu không muốn giải thích gì thêm. Sau khi trang điểm xong đi đến hội trường, tổ sản xuất thông báo việc Tống Kiên rút khỏi chương trình. Trong giây lát, khách khứa nhìn nhau, rồi tất cả đều nhìn Từ Uyển. Cô cũng đâu thể giải thích được điều này chứ. Tô Trạch nói, giữa cô và Tống Kiên ai bỏ cuộc trước là người thua. Bây giờ cô thực sự là kẻ chiến thắng, thế mà cũng chẳng thấy vui mừng. Trái lại, cảm thấy mỉa mai làm sao. Chuyện của hai người bị phơi bày trước công chúng, còn phải tranh giành xem ai thắng ai thua. Không có ai chiến thắng cả. Tống Kiên rút lui khỏi chương trình, Thành Kim Nguyệt không vui, mấy lần cô ấy còn phàn nàn với cô nói. Cho dù cô không muốn anh ấy, thì cũng đừng để anh ấy rút lui chứ. Anh ấy ở đây, ít nhất cũng vui mắt vui tai. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng điều đó không hề cản trở việc cô ấy tìm cho mình tình yêu mới. Vào cuối mùa đầu tiên, họ đã trở thành một cặp đôi.
Thành Kim Nguyệt cùng một cậu trai ít tuổi hơn với thân hình lực lưỡng, yêu nhau bùng cháy. Khi thú nhận tình yêu của mình trong tập cuối, Thành Kim Nguyệt đã bật khóc, thành công làm nên bộ phim tình cảm về việc cuối cùng cũng gặp được đúng người. Chu Nhất An thầm phàn nàn với cô. Em cứ nhìn xem, trong vòng một tháng, kiểu gì cô ấy cũng sẽ tuyên bố chia tay. Chu Nhất An không hiểu làm sao tính toán cực kỳ chính xác. Còn một giờ nữa chương trình mới được phát sóng. Lúc 8 giờ tối, Thành Kim Nguyệt khóc lóc chạy đến chỗ cô. Trước đó Từ Uyển đang ngồi ở nhà xem đoạn trailer giới thiệu do tổ chương trình tung ra mà lòng cô run lên. Trong hai tập đầu tiên cô và Tống Kiên xuất hiện cùng nhau, người hâm mộ hai bên đều phát cuồng, còn người qua đường thì tụ tập hóng chuyện. Dựa trên tình huống này, khi chương trình chính thức ra mắt, đoán chừng sẽ xảy ra một cuộc phong ba bão táp. Tô Trạch lại gọi điện hỏi, hay chúng ta ra tuyên bố rõ ràng trước, đổ lỗi cho tổ chương trình cũng không phải là không được. Lông mày Từ Uyển giật giật, quên đi, cứ chờ xem sao. Trước khi cúp điện thoại, Tô Trạch dặn dò, nhớ khóa tin nhắn lại. Vừa gọi điện thoại xong, Thành Kim Nguyệt đã tới. Cô ấy ngồi trên ghế sofa ở nhà cô khóc không ngừng. Từ Uyển thậm chí còn không kịp đưa cho cô ấy chiếc khăn giấy để lau nước mắt. Để vậy mãi cũng không ổn, cô mở miệng hỏi, con cá chạy mất rồi. Cao thủ tình trường như Thành Kim Nguyệt, lịch sử yêu đương còn dài hơn số phim cô đóng, làm sao có thể rơi nước mắt vì tình đây? Quả thật không bình thường, quá kỳ lạ rồi. Hu hu, đồ không có trái tim. Cô ấy nức nở trách móc cô. Tôi đang buồn mà cô còn trêu chọc tôi nữa. Từ Uyển im lặng. Cuối cùng tôi cũng nghiêm túc yêu đương, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Cậu ấy... Cô càng khóc to hơn, lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng lấm lem. Cậu ta bỏ rơi cô? Từ Uyển ngạc nhiên hỏi lại, Thành Kim Nguyệt thực sự đã yêu cậu ta. Nghe câu hỏi của cô ấy càng khóc dữ dội hơn, nghe như trái tim tan nát. Cậu ta làm gì cô rồi? Thành Kim Nguyệt nấc lên nói. Tôi chỉ có cái ao nhỏ thôi, cậu ta thế nào có cả biển lớn? Từ Uyển nhìn cô ấy bằng ánh mắt thông cảm. Chủ ao cá đâu thể so với vua biển được đâu, chuyện thường thôi mà, chia tay rồi sẽ gặp người tốt hơn. Khi bộ phim tình cảm này bắt đầu phát sóng trên TV, Thành Kim Nguyệt lại suy sụp. Tắt đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Từ Uyển đành phải tắt TV. Chương trình còn chưa kết thúc, đến cả chia tay cũng không thể nói, thực là bực bội. Từ Uyển không đồng cảm được với nỗi buồn của cô ấy, nhưng chẳng bao lâu sau, cô cũng bắt đầu cảm thấy đau khổ. Tô Trạch bảo cô khóa tin nhắn riêng tư, Thành Kim Nguyệt khóc làm cho cô quên mất. Khi chương trình bắt đầu phát sóng, phần bình luận trên mạng của Từ Uyển bị tê liệt hoàn toàn. Hàng ngàn người hâm mộ của Tống Kiên đổ về, tung ra vô số lời lăng mạ cùng một nội dung. Vô liêm sỉ, quấy rầy anh Kiên của họ. Có vô số tin nhắn riêng tư, phần bình luận lại càng sôi động hơn. Fan của Tống Kiên mắng, fan của cô mắng lại, người qua đường thì xem trò vui. Bình luận có lượt like cao nhất. Cãi nhau đi, đánh nhau đi, yêu đương có gì để nói, cãi nhau mới vui. Thành Kim Nguyệt khóc lóc vì tình, chẳng qua cũng chỉ trong chốc lát. Nháy mắt, cô nàng vừa cười vừa lướt qua phần bình luận. Ha ha, cô thật là thê thảm, người ta mắng cô ghê lắm, còn nói cô không biết tốt xấu. Đã nói với cô rồi, rõ ràng còn thích chết người ta, vậy mà vẫn mạnh miệng. Thành Kim Nguyệt nhìn người ta rôm rả cũng không cảm thấy đó là chuyện gì lớn, hưng phấn hỏi. Phỏng vấn chút đi người trong cuộc, những lời bọn họ nói có phải là sự thật không? Từ Uyển không có tâm trạng đùa giỡn với cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào cơn bão bình luận một lúc lâu. Này, cô đau lòng đấy à? Thành Kim Nguyệt áp mặt vào trán cô. Cái giới này cô còn lạ gì những chuyện thế này nữa, đừng bận tâm. Tất nhiên không cần coi chuyện này là nghiêm túc, thế nhưng có một số việc không vượt qua được. Từ Uyển mơ hồ nói. Nửa câu đầu là đúng, nửa sau là sai. Cô từng thích anh thật nhiều, giờ này cũng không mạnh miệng nữa. Gì? Thành Kim Nguyệt sửng sốt. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Cái nào thật cái nào giả cơ? Từ Uyển phớt lờ cô ấy, ngón tay thon dài nhanh chóng bấm vào màn hình, đăng bài viết mới lên mạng xã hội. Sau đó tắt máy ngay lập tức. Tôi đi ngủ, lát nữa cô tự về nhé. Từ Uyển ném điện thoại lên ghế sofa, xoay người đi vào phòng ngủ. Thành Kim Nguyệt hét lên. Thời điểm khó khăn thế này cô còn dám đăng lên mạng xã hội. Sau khi đọc to nội dung trên tài khoản mạng xã hội của cô ấy còn cường điệu kêu lên. Chị gái ơi, chị đúng là trâu bò. Một câu ngắn gọn được đăng trên đó. Người khôn không dính vào yêu đương,
kẻ sai tránh lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Căn bản không cần Tô Trạch đưa ra tuyên bố làm rõ dài dòng, rườm rà và thiếu thuyết phục để làm gì. Từ Uyển không còn là cô bé chỉ biết lén lau nước mắt khi gặp bất công như ngày xưa nữa. Bọn họ tự suy đoán về mối quan hệ, quan tâm xem ai hơn ai kém, cân nhắc ưu nhược, tìm bằng chứng ai yêu nhiều hơn, ai đau khổ ít hơn. Rồi họ thường đưa ra nhận xét rằng cô không xứng với anh. Địa vị không ngang bằng, không xứng thì không xứng, cô cũng không nên bị đối xử như vậy. Sáng hôm sau, Từ Uyển vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy ở phòng khách có hai người. Cô vô cùng bối rối. Ngủ ngon quá nhỉ? Người đàn ông khí chất ngồi bắt chéo chân lên tiếng hỏi. Tô Trạch vốn rất tự tin cũng co cả người lại, bộ dáng thê thảm như con cừu non chờ bị làm thịt. Từ Uyển mất một lúc mới kịp phản ứng rồi gật đầu. Cũng được, tôi đã có một đêm không mộng mị. Người đàn ông đang cầm chiếc điện thoại di động mà cô để trên ghế sofa tối qua, nhíu mày nở một nụ cười u ám. Úc Chi Châu lâm vào trầm tư. Ở nơi không nhìn thấy, Tô Trạch điên cuồng nháy mắt với cô, ý là tức giận lắm rồi đấy. Ồ, Từ Uyển nhẹ nhàng phản ứng, đi đến quầy bar rót một ly nước, bối rối nói. Sau này mọi người đến nhà tôi, có thể nào báo trước với tôi một tiếng được không? Mặc dù một người là sếp, còn người kia là người đại diện của cô, nhưng vào nhà khi cô đang ngủ cũng là không phải phép. Tô Trạch nghe vậy, ôm mặt bất lực. Từ Uyển hiểu ngôn ngữ cơ thể của anh ta. Giờ là lúc nào rồi mà cô còn lăn tăn chuyện đó? Được rồi, lần này tôi không tính toán với các anh, lần sau thì nhớ chú ý. Tô Trạch cứng đờ tại chỗ. Từ Uyển. Úc Chi Châu dựa vào ghế sofa, nhẹ giọng nói. Việc này tính thế nào đây? Tính cái gì cơ? Từ Uyển nhìn anh ta giơ điện thoại lên, không hiểu là ý gì. Tô Trạch hung ác nhìn cô, không dám lên tiếng, chỉ nhếch khóe môi và nói. Mạng xã hội, mạng xã hội. À, hiểu rồi. Cô vừa mới thức dậy, còn chưa kịp nhìn đến điện thoại. Từ Uyển đoán bài đăng trên mạng xã hội tối qua đã lan truyền rộng rãi. Đó là điều có thể đoán trước được. Đến đây, nói chuyện với tôi một chút. Ngón tay của Úc Chi Châu thon dài nắm chặt điện thoại. Ai là người khôn, ai là kẻ sai đây? Cô thực sự muốn hỏi, chuyện này thì liên quan gì đến anh ta? Vì đối phương là sếp, nên cô phải khéo léo hơn một chút. Chẳng đặc biệt ám chỉ ai cả, tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường của bản thân rằng mình không phải kẻ sai ở đây thôi. Thế tức là cô muốn làm người khôn hả? Anh ta không sao đấy chứ. Từ Uyển luôn cảm thấy mỗi lần nhìn Úc Chi Châu, đôi mắt hẹp ẩn sau cặp kính của anh ta đều có chút quỷ dị. Giống như lúc này, anh ta rõ ràng không cười, thế nhưng trên mặt lại có thể nhìn ra được một chút ý cười. Hình ảnh là cô tự dựng nên, hối hận cũng muộn rồi. Cô thế này được coi là tạo dựng hình ảnh ấy hả? Úc Chi Châu hùng hồn nói. Cô nên biết, một nữ minh tinh sụp đổ hình ảnh thì khủng khiếp cỡ nào, cho nên... Ngón tay dài của anh đẩy cặp kính lên trên sống mũi. Cô phải ký thêm một bản thỏa thuận nữa. Lòng vòng một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng nói rõ ý định của mình. Từ Uyển mỉm cười hỏi, điều kiện là gì? Trên mặt Úc Chi Châu hiện lên nụ cười. 3 năm không được phép yêu đương. Chơi bài lớn ghê. Có điều cũng đúng thôi. 3 năm chính là thời điểm hợp đồng quản lý của cô hết hạn. Úc Chi Châu xua tay nói, nghĩ kỹ rồi ký. Tô Trạch lập tức mang hợp đồng đến, nhét cây bút vào tay cô. Từ Uyển muốn bật cười, này là ý gì đây? Cô không dám. Úc Chi Châu nhướng mày. Chỉ lời nói và giọng điệu này thôi, cô liền nghĩ ngay tới Tống Kiên trong chùa ngày ấy, giống nhau thế chứ. Từ Uyển lắc đầu nhẹ xua đi những suy nghĩ không đâu, rồi nhìn thoáng qua bản hợp đồng. Khá đơn giản thôi, chỉ là số tiền thỏa thuận bồi thường thiệt hại không hề nhỏ. Từ Uyển cắn môi cười bực tức. Úc Chi Châu, anh đúng là quán triệt nguyên tắc không có lợi thì không kinh doanh. Quá khen. Được. Từ Uyển nhanh chóng ký tên, chỉ có kẻ ngốc mới yêu đương. Úc Chi Châu lạnh mặt. Cô không yêu thì cũng đừng báng bổ tình yêu chứ. Trước đây cô mơ hồ nghe được một số tin đồn, nói Úc Chi Châu gần đây có yêu một cô gái, đối phương khá nóng bỏng. Úc Chi Châu tên mặt người dạ thú này, dạo gần đây không thiếu hích kỳ trên mặt và cổ. Cô gái với khí thế yêu đương hừng hực, anh ta lại khá thích điều đó. Từ Uyển bật cười nói, anh đúng là một kẻ thích làm khổ mình. Úc Chi Châu đứng dậy, nhận lấy bản hợp đồng, cũng không tranh cãi với cô. Tiên nhân như cô không hiểu được hạnh phúc bình thường của phàm nhân chúng tôi đâu. Gớm, Từ Uyển khinh thường nói.
Cô đã trải qua đủ cay đắng ngọt bùi của tình yêu trần tục rồi. Những năm này cô thực sự trở nên thanh đạm, ít ham muốn. Đến mức Úc Chí Châu nói với cô, phụ nữ như cô đúng là tẻ nhạt vô vị. Sở thích của anh ta luôn rất đơn giản, xinh đẹp, nóng bỏng và lòe loẹt. Úc Chí Châu, sớm muộn gì anh cũng bị người ta làm thịt thôi. Tôi không tin. Úc Chí Châu rất tự tin. Cuối cùng anh ta mỉm cười đầy ẩn ý và nói, nhưng tôi tin một điều. Từ Uyển hỏi, cái gì? Với hợp đồng này tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Anh nghĩ cũng hay quá. Úc Chí Châu không tranh cãi với cô, hài lòng rời đi. Tô Trạch hèn nhát đưa người xuống lầu rồi quay lại. Anh ta chỉ vào cô muốn mắng cô, nhưng một lúc lâu cũng không biết mắng thế nào. Quên đi, ký cũng ký rồi, nói gì cũng vô dụng. Tô Trạch xua tay, vẻ mặt bất lực dần dần chuyển thành đồng tình. Tôi phải báo cáo cho cô hai tin tức. Từ Uyển nhìn xuống màn hình khởi động của điện thoại, chờ anh nói. Đầu tiên, Tống Kiên đêm qua đã tuyên bố rút lui, không tham gia bất kỳ hoạt động đua xe nào nữa, càng không gia nhập giới giải trí. Ngón tay đang vuốt màn hình của Từ Uyển khựng lại. Mấy năm nay anh ấy thực sự đã giành được không ít danh hiệu. Thế nhưng đua xe là thứ ngấm vào máu thịt, giúp anh tỏa sáng. Anh ta sẵn lòng từ bỏ sao? Thứ hai, sáng sớm nay anh ấy đăng một bài viết trên mạng xã hội. Tô Trạch nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại di động của cô, biết mình không cần nói thêm nữa. 2 giờ sáng, tài khoản mạng xã hội của Tống Kiên đăng tải dòng trạng thái duy nhất liên quan đến đời tư của anh. Lời nói ngắn gọn rõ ràng là tôi muốn tái hợp, bị từ chối rồi, nhưng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi, đừng khiến mọi chuyện phiền phức thêm. Cô không nghĩ ra lúc gõ những dòng này anh đang nghĩ gì, làm gì, nửa đêm say rượu à? Lời cầu hòa của Tống Kiên nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Anh còn công khai tuyên bố anh muốn theo đuổi cô một lần nữa. Điều này có phần trái ngược với hình ảnh một thiếu gia ngỗ ngược của anh. Từ Uyển đọc phần bình luận, không tránh khỏi có chút bối rối. Đây có lẽ là lần đầu tiên một khung cảnh hài hòa như vậy xuất hiện ở khu bình luận kể từ khi cô và anh chia tay. Người hâm mộ của cô thì vui mừng hân hoan, trong khi người hâm mộ của Tống Kiên, nhóm từng bạo lực nhất trong quá khứ, chỉ im lặng, còn những người còn lại thì gieo hò trong nước mắt. Không ai mắng cô, trong thời gian ngắn khó mà tin được. Tô Trạch hồ hởi nói, trận chiến kéo dài mấy năm cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta thắng rồi. Từ Uyển tắt màn hình nhìn anh ta, chẳng có ai chiến thắng ở đây cả. Người đời cãi vã, mổ xẻ, nhất quyết là muốn định đoạt Tống Kiên và cô, chắc chắn bởi vì trong mắt họ, ai quan tâm đến đối phương nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc. Đánh giá một mối quan hệ bằng thắng thua, không chỉ phủ nhận sự chân thành mà hai người bọn họ đã trao, mà còn phủ nhận ý nghĩa của những năm tháng đó. Người mà bạn từng yêu say đắm, dù là phúc hay họa cũng đều có ý nghĩa của nó. Sao cô không vui? Tô Trạch không hiểu nói. Cô quên mất 5 năm tuổi trẻ bị cho cắn rồi à? Từ Uyển không thể giải thích được tại sao, nhưng tim cô như bị vật gì đó đập mạnh vào, khó chịu đến mức không thở được. Cô nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, miễn cưỡng mở miệng. 5 năm. Đó là thanh xuân của tôi, cũng là của anh ấy. Khi Tống Kiên rút lui khỏi tầm mắt công chúng, tranh cãi với hai người bọn họ dần biến mất. Khán giả giải tán, câu chuyện sang trang, mọi thứ dường như đã ổn thỏa. Một đêm nọ, Từ Uyển trằn trọc không ngủ được, đành thức dậy kiểm tra điện thoại của mình và vô tình nhìn thấy tin nhắn của Tống Kiên. Không có chữ nào, chỉ có bức ảnh chụp một con đường ở nơi hoang vu đầy gió. Con đường trải dài vô tận, xuyên qua vùng đất nằm trong một khu vực miền núi ở nội khu Tân Cương. Có vẻ như anh dẫn đầu một đoàn xe đi khám phá vùng đất vắng người. Quả thực giống như khí chất tự do của anh, mong muốn thách thức giới hạn của bản thân đã ăn sâu vào xương tủy, có lẽ sẽ không dừng lại được đâu. Từ Uyển quay người chuẩn bị đi ngủ, thì chiếc điện thoại di động vừa đặt xuống reo lên một hồi chuông. Đó là số điện thoại ở nhà. Cuộc gọi này đến vào giữa đêm, khiến cho cô vô cùng lo lắng. Người dì bật khóc trong điện thoại nói, bố con tối qua bị ngã cầu thang, đã được đưa vào bệnh viện, con quay về sớm nhé. Trái tim cô lạnh buốt, cô bật dậy khỏi giường. Từ Uyển hoảng hốt gọi điện cho Tô Trạch, nhưng hồi lâu anh ta không trả lời. Cô không dám chần chừ, liền thay quần áo, cầm theo điện thoại lái xe về nhà. Nói thế nào nhỉ, khả năng lái xe của cô ở mức tầm thường. Những năm đó, cô thậm chí không muốn chạm vào ô tô vì đã có Tống Kiên. Sau này khi chia tay với anh, cô luôn tự thấy buồn cười, lại càng không chịu tự mình lái xe.
thế nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau 4 hay 5 tiếng lái xe gì đó, cô đến được bệnh viện thì trời đã tối. Dây thần kinh bớt căng thẳng một chút. Cô lái xe vào điểm đỗ thì chợt tiếng còi vang lên. Tiếng va chạm khiến cho còi báo động ô tô kêu vang. Một người đàn ông trung niên ôm một xấp tài liệu lao ra, kinh ngạc nhìn cô. Cô lái xe không nhìn đường à? Người đàn ông cau mày nhìn xe của mình, vô cùng đau lòng. Anh dì ơi, tôi xin lỗi, hiện tại tôi đang có việc gấp. Anh trước tiên xem nó bị làm sao nhé, tổn thất bao nhiêu tôi sẽ thanh toán. Điện thoại liên tục đổ chuông, cô nói với chủ xe kia. Anh lưu lại số điện thoại của tôi được không? Anh ta tỏ vẻ không vui nói. Chúng ta đều đến bệnh viện, ai mà không vội chứ? Cô cứ ở đây đợi công ty bảo hiểm tới đi. Điện thoại không ngừng kêu, Từ Uyển mất bình tĩnh nhấc máy, nghe thấy tiếng phụ nữ khóc. Tiểu Từ, con đã đến nơi chưa? Người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm. Này, cô là nữ minh tinh đó à? Tên là gì ấy nhỉ? Từ Uyển quay lại xe, ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy rồi đưa cho người đàn ông. Đại ca, lúc sau liên lạc với tôi theo số này nhé. 178 Từ Uyển. Người đàn ông đọc lại lần nữa, kinh ngạc lên tiếng. Cô là Từ Uyển, tôi là fan của cô đấy. Từ Uyển lao vào sảnh bệnh viện, trong đầu biết rõ tên đó chỉ là fan giả. Trước cửa phòng mổ, người phụ nữ đang ngồi trên ghế lau nước mắt, nhìn thấy cô thì liền vội vàng chạy tới. Dì càng khóc lớn hơn. Tiểu Từ, dì phải làm sao đây? Bố con đã ở trong đó mấy tiếng rồi. Nhìn đèn báo màu đỏ trên cửa phòng mổ, Từ Uyển căng thẳng đến mức chân nhũn cả ra. Dì Tần, bác sĩ nói thế nào? Đột ngột bị nhồi máu cơ tim. Bạch Liên tự trách mình nói tiếp. Tối hôm qua bố con nói là muốn đọc sách, nên dì đi ngủ trước. Không ngờ nửa đêm đột nhiên xuất hiện triệu chứng bất tỉnh rồi lăn đùng xuống cầu thang. Đầu cô choáng váng, phải dựa vào tường để ổn định cơ thể. Tiếng khóc yếu ớt của người phụ nữ vang lên bên tai, khiến cô có cảm giác như bị ngàn con kiến gặm nhấm, không thể nói được một lời an ủi nào. Từ Uyển không có mấy thiện cảm với người phụ nữ này. Không vì lý do nào khác, ngoài việc cô cảm thấy bà ấy chiếm chỗ của mẹ cô. Vài giờ sau, cuộc gọi của Tô Trạch đến muộn. Từ Uyển tưởng anh ta gọi sau khi thấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, thế nhưng không ngờ cuộc gọi này là để chất vấn cô. Cô chạy đi đâu vậy? Anh ta vừa mới ngủ dậy, giọng khàn khàn khó chịu nói tiếp. Cô không kiểm tra điện thoại à? Có người đăng video lên mạng, bóc phốt cô đâm vào người ta rồi bỏ đi mà không chịu đền tiền. Người ta mắng cô nhiều lắm. Phòng mổ vẫn không có động tĩnh gì. Cuộc điện thoại của Tô Trạch giáng thêm cho Từ Uyển một đòn nữa. Lòng người tệ bạc, không bao giờ có điểm dừng. Bụng của Từ Uyển quặn lên, cô chịu đựng cái lạnh và giải thích với Tô Trạch. Một giọng nói thì thầm vang lên bên cạnh anh ta. Trời ạ, cô một mình lái xe lâu như vậy sao? Bảo bối, là lỗi của tôi. Tối qua đi giao lưu tôi uống hơi quá chén. Đợi nhé, tôi đến ngay đây. Khoảng 1 giờ chiều, sau ca phẫu thuật kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ, bố cô được đưa vào phòng ICU, người nhà vẫn chưa được vào thăm. Tô Trạch buổi tối mới tới, nhìn thấy Từ Uyển đờ đẫn ngồi ở hành lang, anh ta tự trách mình, không khỏi nói với cô. Cô dũng cảm thật đấy, lâu rồi không chạm vào ô tô mà dám lái xe quãng đường xa như vậy, ít ra phải gọi tài xế chứ. Quên mất. Lúc đó cô quá bối rối, chỉ có một ý nghĩ, đó là phải nhanh chóng chạy về. Lúc này hình bóng Tống Kiên vô tình lướt qua trong đầu cô. Thực ra tính cách cô vốn hiền lành, nhưng khi cố chấp lên cô lại bướng bỉnh hơn bất kỳ ai. Thời còn học đại học, anh đã bắt đầu đua xe và giành được nhiều giải thưởng, danh tiếng ngày càng tăng cao, cô cũng muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh. Cô mê cái đẹp, đi thi lấy bằng lái xe dưới trời nắng chói chang, vẫn vui vẻ nài nỉ anh mang cô đi chơi cùng. Cô nhất quyết muốn tự mình lái xe, thế nhưng ngay lần đầu tiên đã xảy ra chuyện. Xe lao vào lề đường, cô hoàn toàn choáng váng, chỉ biết rằng ngay lúc xe mất lái, Tống Kiên đã tháo dây an toàn lao về phía cô. Tống Kiên bị gãy xương sườn trong vụ tai nạn đó, nhưng cô không hề hấn gì. Anh đau đớn vô cùng, nhưng vẫn chịu đựng cơn đau, kiểm tra xem cô có bị thương hay không, rồi lại an ủi cô khi cô khóc lóc thảm thiết. Sau đó anh nói đùa, chúng ta không lái xe nữa, anh sẽ làm tài xế cho em cả đời. Lúc đó anh cũng rất sợ hãi. Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, anh đã theo bản năng mà bảo vệ cô bằng mọi giá. Con người ấy mà, chính là loài động vật cảm nhận được tình yêu. Thế nên một thời gian dài sau đó, cô sẵn lòng chờ đợi anh trong căn nhà trống trải. Đang suy nghĩ cái gì đấy? Tô Trạch khua tay trước mắt cô.
Từ Uyển liếm đôi môi khô khốc của mình và nói, tôi muốn uống nước. Cả ngày nay cô chưa ăn gì phải không? Tô Trạch nhận bình nước nóng từ tay trợ lý, rót cho cô một cốc. Từ Uyển không trả lời mà đổi chủ đề. Sáng nay anh đã xử lý xong vụ tai nạn chưa? Tôi đã cho người liên hệ với chủ xe để thương lượng. Mục đích của hắn ta khi đăng đoạn video đó khá rõ ràng, chắc là muốn tống tiền cô. Nói xong thì Tô Trạch an ủi cô nói, không sao, chúng ta có thể xử lý được. Cô đi ăn cái gì trước đi, tôi đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình. Cô không thực sự đói, nhưng bần thần mãi cũng chẳng ích gì, đành đứng dậy bước ra khỏi bệnh viện. Khi đi ngang qua bãi đậu xe ngoài trời, Từ Uyển vô thức liếc nhìn về hướng chiếc xe cô đang đỗ. Buổi tối đầu thu, hoàng hôn đỏ rực dịu dàng trải ra. Tống Kiên mặc bộ đồ đen với vẻ mặt lạnh lùng đứng dưới ánh hoàng hôn. Lợi thế về chiều cao khiến cho anh lấn át người đàn ông thấp hơn trước mặt mình. Anh nhàn nhã nói chuyện, còn người đàn ông kia cúi đầu gật đầu liên tục. Cuối cùng anh giơ tay lên, một chiếc chìa khóa điện tử vẽ một đường vòng cung trên không, rồi rơi vào tay người đàn ông. Con người thường nhạy cảm với ánh nhìn chằm chằm vào họ. Tống Kiên quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô từ xa. Anh ngại ngùng chạm vào lông mày của mình trước khi bước tới. Sao anh lại ở đây? Thành thật mà nói, lúc này trái tim cô đang đập rất nhanh. Tống Kiên không trả lời mà nhìn vào mắt cô nói. Anh biết em là đứa hay khóc nhè, em nhất định là đang khóc. Từ Uyển nghẹn ngào, người này đúng là không thể hiểu được, hầu như lúc nào anh cũng dễ dàng làm cô khóc. Đến khi cô khóc thật anh lại không nhìn thấy. Đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy phía sau không xa người đàn ông đang hưng phấn nói chuyện điện thoại, giọng run run. Vợ, vợ ơi, chúng ta phát tài rồi. Không phải sáng nay một nữ minh tinh đâm vào xe anh sao? Anh đăng video ấy lên, rồi sau đó bạn trai cô ta đến gặp anh đấy. Bạn trai? Từ Uyển im lặng nhướng mày, Tống Kiên nhún vai nói. Anh đâu có nói thế. Người đàn ông quay lưng lại với hai người bọn họ, hưng phấn đến run người. Bạn trai cô ta yêu cầu anh xóa video và làm rõ sự thật, đổi lại anh ta tặng anh một chiếc siêu xe. Vợ, chờ em khỏe hơn, anh đưa em đi hóng gió nhé. Người đàn ông cầm theo chiếc chìa khóa và bước vào ghế lái. Ai biết được, chắc sao nữ thích tìm bạn trai giàu có ngu ngốc. Da đầu Từ Uyển tê dại, toàn thân cảm thấy khó chịu. Tống Kiên, kẻ ngốc lắm tiền. Anh không có bệnh đấy chứ? Cô bị anh chọc tức chết mất. Thay vì đền cho người ta tiền triệu, thì anh đưa hẳn cho người ta luôn cái siêu xe thể thao. Người nhà anh ta chắc cũng phát điên mất thôi. Có tiền cũng không phải tiêu như thế. Hơn nữa bên kia đang muốn lợi dụng dư luận để công kích cô. Khó trách lại bảo anh là kẻ ngốc lắm tiền. Tống Kiên không để tâm lắm. Vợ anh ta mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Coi như anh làm việc thiện đi. Ồ, phải rồi. Anh là ông chú phóng khoáng cao thượng. Chỉ có cô cục cằn vô cảm thôi. Trong quán ăn nhỏ ven đường với vài bộ bàn ghế đơn giản, Từ Uyển và Tống Kiên là hai thực khách duy nhất trong quán. Đôi chân anh quá dài, một phần lớn chui ra khỏi gầm bàn cọ vào mũi giày của cô, tạo nên tiếng sàn sạt. Từ Uyển rụt chân lại, tìm chủ đề che đậy sự ngại ngùng. Anh về khi nào? Hạ cánh lúc trưa. Tống Kiên cúi đầu cẩn thận tráng bát đĩa bằng nước nóng. Bọn anh chỉ đi một chuyến dài để tham dự sự kiện từ thiện của công ty. Nửa câu sau hình như là một lời giải thích. Thế nên Từ Uyển im lặng, không biết nên nói thêm gì. Với quan hệ của hai người bọn họ hiện tại, anh không nhất thiết phải giải thích với cô. Tống Kiên đẩy bát đĩa nóng hổi về phía cô và nói. Viện trưởng Tống đang hội chẩn với các chuyên gia, sẽ tiến hành chữa trị cho chú bằng phương pháp tốt nhất. Em ăn một chút để hồi lại sức đi. Bát sứ trắng tinh được tráng nước nóng vẫn còn bốc khói. Anh vẫn nhớ thói quen ngày xưa của cô. Anh hỏi han chuyện ở bệnh viện, cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Trong lòng cô rối bời, nhưng lời nói ra lại có vẻ xa lạ. Tôi sẽ trả tiền chiếc xe cho anh. Dù sao cũng là do cô, anh không có lý do gì phải mất số tiền này cả. Tống Kiên thoải mái ngả người về phía sau, cánh tay dài buông thõng trên lưng ghế, trong giọng điệu có chút đùa giỡn. Chồng anh thiếu tiền lắm hả? Anh xác thực là không thiếu tiền, nhưng thái độ thì xứng đáng ăn đòn. À, cũng không phải là không thiếu. Trên môi anh nở nụ cười nhẹ. Lúc còn ở bên em, có một khoảng thời gian rất nghèo. Khi đó anh rất hy vọng em nói, đừng bận rộn nữa, em nuôi anh. Chuyện xảy ra khi nào? Chữ bao nuôi chắc là chỉ đùa. Vốn dĩ trí nhớ của cô cũng không kém. Sao cô không nhớ ra anh đã từng nghèo nhỉ?
Chủ quán đúng lúc bê đồ ăn tới, tay lên tay xuống bận rộn. Cô chỉ chú ý đến vẻ mặt của Tống Kiên, tâm trạng anh cũng không quá rõ ràng. Anh chẳng nói gì mà hất cằm ra hiệu cho cô ăn. Tôi không có cảm giác thèm ăn. Đã nguyên một ngày không ăn gì, nhưng cô chẳng thấy đói. Ngược lại nhìn những món ăn cô lại càng thấy uể oải. Từ Uyển bối rối hỏi, anh từng có lúc nghèo à? Tống Kiên cảm thấy thích thú trước sự kiên trì của cô, xua tay nói, em ăn hết đồ trong bát đi đã, rồi anh sẽ kể cho em nghe. Từ Uyển cau mày, không biết tại sao mình lại quan tâm, nhưng thực sự cô đã nuốt hết một bát cơm chỉ để nghe câu trả lời. Sau đó phải thừa nhận cô lại bị Tống Kiên lừa lần nữa. Đến khi rời khỏi nhà hàng rồi, cô vẫn không nhắc lại vấn đề này. Đêm đến, đèn đường lần lượt bật lên. Hai người bọn họ đứng bên đường nhìn xe cộ qua lại. Anh ta hỏi, muốn ở lại đây một thời gian nữa sao? Chà, ít nhất cũng phải đợi đến khi tình trạng của bố ổn định hơn. Tô Trạch vừa mới gửi tin nhắn, nói với cô anh ta sẽ về trước, cũng giúp cô đẩy lùi lịch làm việc trong nửa tháng tới. Nói cách khác, cô có nửa tháng nghỉ phép. Tống Kiên gật đầu, anh tìm một nơi ở tạm vài ngày, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh không quay về à? Giọng điệu của anh rất bình tĩnh. Gần đây anh có chút thời gian rảnh, ở đâu chẳng được. Từ Uyển không tin lời anh, im lặng một lúc, cô vẫn không tin được. Tống Kiên, thật ra anh không cần phải làm vậy. Đều đã trưởng thành cả rồi, mục đích của anh là gì cô không rõ. Anh vội vàng quay về, lại ngay lập tức chạy đến nhà cô, tại sao lại thế? Trên đường những chiếc xe ô tô nối tiếp nhau chạy vụt qua, ánh đèn nhấp nháy lướt qua mặt anh như ngựa phi nước đại. Anh với tay lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu rồi cầm trên tay, nhưng rất lâu vẫn không châm lửa. Anh xoay nó trên đầu ngón tay, bỏ lại vào hộp đựng rồi ném toàn bộ vào thùng rác bên cạnh. Cần chứ? Đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu ánh sáng. Uyển Uyển, sau khi chia tay với em, anh đã luôn suy nghĩ về vấn đề của chúng ta là gì? Là anh quá tham lam, vừa muốn thực hiện ước mơ của mình, đáp ứng mong đợi của bố mẹ, đồng thời muốn cùng em yêu đương. Anh nhìn dòng xe cộ qua lại, bắt đầu trải lòng. Những năm đó anh rất bận rộn, tập luyện, thi đấu, học tập, làm việc và giao lưu, phải tự lo mọi việc. Thời gian dành cho em càng ngày càng ít đi. Từ Uyển cúi đầu dùng ngón chân cào vào lề đường và không gây ra tiếng động. Anh biết rõ cô gái của mình nhạy cảm, lại hay bất an. Thế nhưng anh vẫn ích kỷ bắt em phải chờ đợi, luôn nghĩ rằng em chỉ cần đợi anh thôi. Trạng thái lúc đó của anh là vừa thấy áy náy, vừa hoảng sợ, sợ em sẽ rời đi. Từ Uyển ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, cố ý hiểu sai ý của anh và cười nói. Là lỗi của tôi sao? Sao lại thế được? Tống Kiên đưa tay xoa xoa gáy cô. Mấy năm nay nhớ em, đều thấy bản thân thật tồi tệ. Từ Uyển lắc nhẹ đầu và đáp. Không đâu. Nếu phải tìm một lý do cho sự chia tay, có lẽ cô và Tống Kiên đã yêu nhau không đúng thời điểm. Anh có quá nhiều thứ để theo đuổi, thế giới của anh muôn màu muôn vẻ, khả năng còn có thể vươn xa hơn. Dù những cô gái vây quanh anh đến rồi đi, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ anh có ý định lừa dối mình. Anh có tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, tuyệt đối một lòng với người mình yêu. Chỉ là thế giới của cô thực sự quá nhỏ, cô không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, cô còn lâu mới có thể đuổi kịp anh, thế nên cô càng bất lực. Anh thường xuyên vắng mặt, còn cô cứ chờ đợi và chờ đợi, rồi đến khi tích lũy đủ uất ức, cô không muốn đợi nữa. Cảm giác đó thực sự khó chịu. Ngay từ đầu hai người không cùng thế giới đến với nhau đã là sai lầm. Cô không muốn thừa nhận chuyện đó. Thế nên cô đổ hết mọi ấm ức của mình là do anh dành cho cô quá ít thời gian, xa cách cô quá nhiều. Cô có quá nhiều điều bất đắc dĩ, nên không dám đọc tin tức gì về anh. Khi gặp lại còn hét lên đầy phẫn nộ. Cuộc chia ly chỉ thực sự đến khi hai bên đều im lặng, nhưng cả cô và anh đều không làm điều đó. Thật ra anh cũng từng phàn nàn về tôi. Từ Uyển cười nhẹ nhõm nói. Tôi cũng không phải là người chín chắn hiểu chuyện. Anh luôn muốn tìm cảm giác an toàn ở tôi, nhưng lại quên mất rằng chúng ta vốn là hai con người độc lập. Cho dù là người yêu, chúng ta vẫn nên có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng. Lúc đó cô hoàn toàn là lụy tình, nghĩ lại thấy thật là bất công với anh và có lỗi với chính mình. Tống Kiên cười nói, đây là đại hội đánh giá việc chia tay đấy à? Không nói nữa. Từ Uyển lắc lắc vai che giấu cảm xúc của mình. Nhìn xem, chia tay rồi chúng ta đều trở thành người tốt hơn,
có vẻ cũng được đấy nhỉ. Cô không còn là kẻ lụy tình, anh cũng biết cách yêu người khác thế nào. Hối tiếc ư? Từ Uyển nghĩ có lẽ hai người bọn họ đã yêu nhau quá sớm, ở bên nhau chẳng có mấy điều tốt đẹp. Trên đường trở lại bệnh viện, Tống Kiên không nói gì, chắc là đã đi một quãng đường dài. Cô không giấu được sự mệt mỏi mà gắt anh một câu. Anh mau về đi, không cần đi cùng tôi. Tống Kiên dựa vào tường nhẹ nhàng nhìn cô nói. Em sẽ không thức đêm nữa đấy chứ. Hai người bọn họ lại gây gổ. Bạch Liên lặng lẽ nhìn Tống Kiên, kéo tay áo cô nói. Tiểu Từ, tối nay có gì ở lại đây là được rồi, con đưa bạn trai về nhà ngủ đi. Từ Uyển yếu ớt giải thích, anh ấy không phải là bạn trai con. Ồ, Bạch Liên thấp giọng thuyết phục cô nói tiếp. Dù gì người cũng đến tận đây rồi, đừng nên thất lễ với người ta. Từ Uyển rõ ràng nhìn thấy nụ cười nơi khóe mắt của Tống Kiên. Bạch Liên còn nói, viện trưởng vừa mới đích thân nói với dì, bọn họ mời chuyên gia tới đây rồi, lão già sẽ không có sao đâu, con mau về đi. Nghĩ đến công lao của anh trong chuyện này, nếu cô còn tranh cãi nữa thì sẽ thành vô ơn mất. Đi thôi. Từ Uyển thỏa hiệp, dẫn người đi ra ngoài. Tống Kiên thẳng thừng nghi ngờ kỹ năng lái xe của cô. Ngồi ở ghế phụ đi. Sáng nay cô vừa khiến người ta thụt mất cái xe, nên chỉ yên lặng nghe lời. Có điều không thể mang anh về nhà được. Mỗi lần đi ngang qua khách sạn nào cô đều đuổi anh xuống. Anh vẫn giữ vững tay lái và phớt lờ cô. Khi xe dừng trước cửa nhà cô, anh mỉm cười nhìn cô và nói. Cô gái à, dạo này em càng ngày càng ồn ào đấy. Nói xong người đó bỏ đi, để lại cô bơ vơ trong gió. Quả nhiên, người này dù có thay đổi thế nào thì cái kiểu thèm đòn này cũng không khác đi được. Từ Uyển đã không ngủ ngon hơn 3 tiếng. Vừa ngã xuống giường thì liền ngủ tiếp đi. Khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tống Kiên đã đợi sẵn ở cửa. Người đàn ông tựa vào cạnh xe đưa cho cô một túi đồ ăn. Bữa sáng, anh vừa mua trên đường đi. Từ Uyển vừa nhìn vào chiếc túi đã nhận ra món hoành thánh yêu thích của mình ở nhà hàng Đông Thành. Nhà cô ở phía Nam, cái con người này còn đặc biệt chạy đến đó mua. Cảm ơn. Cô chẳng biết nên nói gì khác. Tống Kiên luôn có sự kiên định không bỏ cuộc. Cho đến khi đạt được mục đích. Vậy được thôi, anh muốn làm gì thì làm. Một thời gian nữa chắc anh sẽ hết hứng thú mà dừng lại. Với suy nghĩ này, cô đã bình tĩnh hơn khi đối mặt với anh. Nhiều lúc cô nổi nóng, cố tình chọc tức anh cũng không chiều chuộng mà xuống nước với cô. Anh tới cô tiếp. Điều này hoàn toàn khác với cách của hai người bọn họ cư xử khi còn yêu nhau. So với hồi trước, đúng là thoải mái hơn thật. Bố cô cũng đã ổn định sau cuộc phẫu thuật thứ hai. Gặp Tống Kiên nhiều lần, ông cũng nhận ra điều gì đó. Ông ấy hỏi riêng cô, vẫn là người trước đây à? Rồi cô nhớ ra rằng bố cô đã từng gặp anh ấy, tại đám tang của mẹ cô. Quá khứ lại lũ lượt ùa về. Từ Uyển nhớ lại, mối quan hệ của bố mẹ cô không tốt. Họ đều là những người có học thức, không hay cãi vã, nhưng mối quan hệ của họ đã lạnh nhạt trong nhiều năm. Bố cô rất ít khi ở nhà, gần như phớt lờ sự tồn tại của mẹ cô. Khi cô còn nhỏ, ông tưởng cô không nhớ được gì nên luôn cằn nhằn. Uyển Uyển, nếu không phải vì có con thì bố không muốn về nhà này đâu. Ông ấy không biết, cái gì cô cũng nhớ cả. Cô được mẹ nuôi dưỡng nên đương nhiên sẽ bênh vực mẹ hơn. Sự oán giận đối với bố cô tích lũy theo năm tháng, khi ông hết lần này đến lần khác vô tâm với mẹ. Ông không quan tâm đến vui giận buồn phiền của mẹ, hay kể cả việc bà bị bệnh, thậm chí còn không để tâm sống chết của bà. Lớn lên trong môi trường như vậy, từ nhỏ cô đã luôn nhạy cảm và bất an. Khó nghe hơn thì là cô cũng thiếu tình yêu. Vì vậy khi Tống Kiên đưa tay về phía cô đã coi anh như ánh sáng của mình, dùng hết sức đuổi theo bước chân của anh, luôn muốn ôm lấy anh cả đời. Mùa đông thứ hai cô và Tống Kiên ở bên nhau, có chuyện xảy ra khiến cho cô gần như suy sụp. Vào một buổi chiều bình thường, cô nhận được điện thoại từ nhà, mẹ cô đã phải nhập viện. Người ta nói rằng bà bị bệnh đã lâu, đến mãi sau này mới phát hiện thì bệnh đã trở nặng. Lúc nhập viện, bà đã ở trong trạng thái hôn mê rồi. Bố cô không kể chi tiết, nhưng ngụ ý là bà đang dùng chút hơi thở cuối cùng để đợi cô về. Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh giá, thành phố phải ngừng mọi hoạt động do một trận bão tuyết lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Các trường học buộc phải đóng cửa. Tống Kiên chở cô về nhà, đường đi đầy gió và tuyết, dù anh có khéo léo đến đâu, thời gian di chuyển vẫn lâu hơn bình thường một tiếng đồng hồ. Cô đã không kịp gặp mẹ lần cuối. Trong hành lang tối tăm của bệnh viện lúc nửa đêm,
Cô ôm lấy anh khóc nức nở. Tống Kiên, em không còn mẹ nữa rồi. Lúc đó cảm giác như bầu trời sụp đổ. Sau này cô nhớ lại đêm ấy không biết bao nhiêu lần. Anh ôm cô, hết lần này đến lần khác dỗ dành cô. Uyển Uyển ngoan, em vẫn còn có anh mà, anh sẽ luôn ở đây. Ngay cả sau khi chia tay, nhớ lại việc đó cô vẫn muốn khóc. Việc tổ chức tang lễ cho mẹ cô khá đơn giản, không có nhiều người đến tiễn bà. Tống Kiên ở lại với cô, nhìn cô khóc lóc thảm thiết, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. Mấy năm sau khi mẹ cô qua đời, cô gần như không muốn quay về thăm bố. Khi ông ấy và Bạch Liên kết hôn, chính Bạch Liên gọi điện cho cô. Lúc đó cô vừa chia tay Tống Kiên, đau lòng khóc suốt đêm. Khi không thể chịu đựng được nữa, cô muốn gọi cho Tống Kiên, liên tục rút số của anh ra khỏi danh sách đen rồi lại cho vào. Cô không biết làm sao mình có thể chịu đựng được, cuối cùng cũng không liên lạc với anh. Bố đừng quản chuyện đó. Từ Uyển lạnh lùng ngăn cản suy nghĩ thăm dò của bố. Từ Uyển không muốn nói với ông điều gì về chuyện tình cảm. Ông dừng lại, không dám hỏi thêm nữa. Ở nhà gần nửa tháng, Tống Kiên cũng kiên nhẫn chờ cô chừng ấy thời gian. Anh bảo, ai dám để em lái xe một mình. Kết quả của việc cô để anh làm theo ý mình, chính là trên đường về, tên khốn Úc Chi Châu đã nhắn tin cho cô. Yêu đương rồi à? Anh ta trực tiếp gửi cho cô một đoạn video từ một tài khoản chuyên đưa tin giật gân. Chủ mới của chiếc xe thể thao kia bị tài khoản này cạy miệng. Tiết lộ nữ minh tinh tông vào xe anh ta có anh người yêu vô cùng đẹp trai. Còn cảm ơn bạn trai cô vì đã tặng anh ta chiếc xe thể thao đắt tiền. Dù rất khó để biết những tiết lộ mà tài khoản này đưa ra là thật hay giả, nhưng mọi người vẫn phản ứng gay gắt, đồn đoán liệu cô có đang yêu hay không. Tất nhiên tin đồn cô và Tống Kiên nối lại tình xưa càng nhiều hơn. Từ Uyển đương nhiên không thừa nhận, nói ba câu trực tiếp phủ nhận với Úc Chi Châu. Không tái hợp, không yêu đương, tất cả đều là vớ vẩn. Ồ, thật vậy sao? Úc Chi Châu cảnh cáo. Từ Uyển, hãy cẩn thận, đừng để bị tôi bắt được. Tống Kiên đang tập trung lái xe liếc nhìn cô rồi nói đùa. Hay là đã đâm lao thì phải theo lao, em làm tới luôn đi. Tay cầm điện thoại run lên, cô cố giấu đi cảm xúc của mình, giọng lạnh tanh. Không được, đã đồng ý không yêu đương trong 3 năm, phải bồi thường đấy. Người bên cạnh cười khẽ, thần giữ của. 3 năm trước, giữa thế giới và Tống Kiên, cô nhất định sẽ lựa chọn Tống Kiên không một chút do dự. Nhưng bây giờ cô chọn tiền. Một lúc sau Tống Kiên đột nhiên nói đầy ẩn ý. Anh ta không kiếm được khoản lời này đâu. Từ Uyển không rõ ý của Tống Kiên. Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng không yêu đương. Em có thể trực tiếp kết hôn luôn. Từ Uyển sừng sốt không nói được gì. Trong không gian chật hẹp bên trong xe, ngay cả tiếng thở của con người cũng có thể được khuếch đại. Cô kiềm chế nhịp tim đang đập ầm ầm trong lồng ngực, không dám thở mạnh. Mắt của Tống Kiên vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng miệng lại nói. Uyển Uyển, anh chỉ muốn em biết rằng từ đầu đến cuối, anh chưa từng không trân trọng em, luôn muốn ở bên em, luôn nỗ lực hướng về em. Nhưng mọi chuyện cứ đi ngược lại mong muốn của anh, không thể ở cạnh em lúc cần, để em một mình tủi thân. Ngọn gió ấm áp thổi qua, lời nói của anh cũng không hề gợn sóng. Nhưng từ giờ trở đi, anh hoàn toàn thuộc về em. Hoàn toàn thuộc về cô sao? Nhịp tim đập nhanh bất thường, Từ Uyển hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói mà không cần suy nghĩ. Sau khi về em phải gia nhập đoàn làm phim. Tống Kiên dừng một chút và nói. Được. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách khó hiểu như thế đấy. Từ Uyển gia nhập đoàn làm phim và tình cờ gặp lại bạn cũ, Thành Kim Nguyệt. Bộ phim trước đó còn chưa quay xong, cô ấy lại có một mối quan hệ nóng bỏng với nam diễn viên đóng cặp với mình. Họ yêu đương rồi chia tay cứ như là trốn không người. Tống Kiên thỉnh thoảng cũng đến thăm phim trường, lặng lẽ đến rồi đi. Có một lần bị Thành Kim Nguyệt bắt gặp, liền níu lấy cô cuống cuồng hỏi. Nói mau, hai người lại ở bên nhau rồi đúng không? Giọng điệu quá mức mãnh liệt, khiến cô nhanh miệng phủ nhận. Không phải. Ha ha, anh ta từ trong phòng cô đi ra, hai người đắp chăn nằm chuyện phiếm chắc. Thành Kim Nguyệt đau khổ giết lấy cô, khóc lóc rất thảm thiết. Khóc được một lúc, cô thề sẽ biến nỗi đau buồn thành tiểu lượng, rồi đưa cô và cô bé make up đi uống rượu. Thành Kim Nguyệt không đáng tin cậy trong việc hẹn hò, nhưng kỹ năng uống rượu lại thượng thừa. Từ Uyển chỉ theo hầu được một tiếng, còn cô bé make up thì thua thảm, uống đến ợ cả da hơi rượu. Với lúc cô nhắc ly rượu lên lần nữa, cánh cửa phòng riêng mở ra.
Cô bé nhìn thấy người tới thì liền lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông. Châu Châu, bọn họ bắt nạt em. Cô bé ôm lấy cổ người đàn ông nũng nịu. Úc Chi Châu ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Ngoan, chồng em giúp em phục thù. Từ Uyển có một chút ghét bỏ. Đây có phải là Úc Chi Châu không vậy? Lúc này Thành Kim Nguyệt mới lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng nhớ ra giới thiệu với cô. Chuyện này tôi từng nói với cô trước đây rồi, em họ của Tống Kiên, Tống Đình, cũng là bạn gái nhỏ của Úc Chi Châu. Cô bé chớp chớp mắt, mỉm cười bẽn lẽn đáng yêu với cô. Thành Kim Nguyệt hả hê nói thêm. Tống Đình là em họ của Tống Kiên, Úc Chi Châu đã biết chuyện này từ lâu rồi. Tự nhiên Từ Uyển cảm thấy mình bị lợi dụng. Không ngờ Tống Đình lại chào cô rất là ngọt ngào. Chào chị dâu, em muốn giới thiệu bản thân với chị, nhưng Thành Kim Nguyệt lại khóc nên quên bén mất. Úc Chi Châu xoa xoa mái tóc của cô bé và nói. Không chào hỏi cũng được, cô ấy nói cô ấy còn độc thân mà. Úc Chi Châu. Từ Uyển tức giận run lên. Đây là việc mà con người có thể làm ra được à? Úc Chi Châu ôm cô bé vào lòng và nhẹ nhàng nói. Cô kích động thế làm gì, dù sao cô cũng đâu có quen lại với Tống Kiên. Anh ta nã cô chỉ bằng một câu, cô liếc chết anh ta luôn. Sếp Úc, đừng có giả vờ nữa. Thành Kim Nguyệt gõ vào đầu anh ta. Anh chính là muốn kiếm tiền từ anh rể mình, đúng là đồ vô đạo đức. Úc Chi Châu nghiêm nghị nói. Đừng nói nhảm, trong thỏa thuận không có ghi tên Tống Kiên. Từ Uyển cười lớn, chắc hẳn tên khốn này đã nhận được thông tin từ Tống Đình rằng Tống Kiên muốn quay lại với cô, liền nhanh chóng đưa ra cho cô một tờ thỏa thuận. Làm bộ làm tịch, còn chơi trò này với cô nữa. Không hổ là người làm ăn, anh giỏi thật đấy. Từ Uyển than thở một cách chân thành. Tống Đình bối rối hỏi, có chuyện gì vậy chị? Thành Kim Nguyệt hưng phấn, chăm chú giải thích với Tống Đình. Châu Châu của em gần đây đã yêu cầu chị dâu của em ký cam kết không yêu đương trong vòng 3 năm. Nếu không cô ấy sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Anh ta muốn kiếm tiền từ anh trai em đấy. Hả? Cả người Tống Đình chết lặng. Úc Chi Châu vội vàng trấn an cô bé. Bảo bối, đừng nghe bọn họ nói bậy. Anh không cố ý kiếm tiền từ anh trai em, cũng không nhằm vào ai cả. Chỉ là để đảm bảo hình ảnh Từ Uyển không bị sụp đổ thôi. Anh lừa em đấy à? Cô bé vừa mềm mại thanh tú đột nhiên biến sắc, giống như là một con mèo giận dữ hỏi. Châu Châu, anh làm em thất vọng quá, dám bày mưu hại anh trai em. Em nói cho anh biết, anh trai nhất định có thể theo đuổi lại chị dâu, sao anh lại ngăn cản bọn họ hả? Khóe mắt Úc Chi Châu giật giật, vô tội nói. Anh thế này là thành tội nhân cản trở bọn họ sao? Đúng vậy. Tống Đình nắm chặt nắm đấm. Mau, lập tức hủy bỏ thỏa thuận cho em. Từ Uyển nghĩ, tuy Úc Chi Châu vô đạo đức, nhưng thỏa thuận cũng đã ký rồi, đành phải chấp nhận thôi. Từ Uyển lên tiếng xoa dịu bầu không khí. Tống Đình, không cần đâu. Chị dâu, chị cứ yên tâm. Tống Đình rất là nghiêm túc. Nghe được câu khẳng định mãnh liệt đó, cô cảm thông nhìn Úc Chi Châu, sau đó im lặng. Úc Chi Châu bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Bảo bối, em nghĩ kỹ xem, tiền anh kiếm được chẳng phải đều là của em hay sao? Cô nương em đây không thiếu tiền. Tống Đình sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng và hỏi. Anh còn yêu em không đấy? Không biết vì sao, Úc Chi Châu nghe được câu hỏi này, trong ánh mắt trở nên hưng phấn. Anh nắm lấy tay cô bé, âu yếm gật đầu liên tục. Anh yêu em, tất nhiên là anh yêu em rồi. Anh sẽ cho người hủy bỏ thỏa thuận đó ngay lập tức. Thật chứ? Hôn một cái, chồng liền nghe lời em. Tống Đình cười vui vẻ, kiễng chân ôm cổ anh ta mà hôn. Ôi! Thành Kim Nguyệt đứng đó khoanh tay, chán ghét kêu lên. Từ Uyển cố tình cúi đầu xuống. Những việc nhàm chán như thế này cô cũng từng tưởng tượng qua vô số lần. Ai lại không ghen tị với kiểu tình yêu được chiều chuộng trước đám đông thế này chứ? Tống Đình và Thành Kim Nguyệt tiếp tục thách nhau uống rượu, trong khi cô và Úc Chi Châu ngồi trên ghế sofa nhìn nhau. Từ Uyển, cô vẫn ổn đấy chứ? Úc Chi Châu duyên dáng bắt chéo chân nhếch mép cười khẩy. Từ Uyển trợn mắt nhìn anh ta, không buồn trả lời. Tống Đình lúc này đang nghiêng ngả, cô bé uống nhiều lắm rồi, mặt đỏ bừng, mắt sáng ngời. Cô bé nắm tay cô không ngừng nói. Chị dâu, chị phải tin em, anh trai em thực sự rất yêu chị. Từ Uyển thấy buồn cười trước sự nghiêm túc của cô bé. Sao vậy, anh trai em nhờ em làm vận động hành lang à? Không đâu. Tống Đình lắc đầu như chống bỏi. Anh ấy không thích kể chuyện của mình với ai, nhưng em biết mấy năm nay anh ấy luôn cảm thấy khó chịu.
Người nào uống nhiều cũng thích nói nhiều. Tống Đình quá nóng lòng thể hiện bản thân nên Từ Uyển cũng không ngắt lời cô bé. Anh trai em trước giờ chỉ bị ám ảnh bởi hai thứ, đua xe và chị. Bố mẹ anh ấy kịch liệt phản đối việc anh ấy đua xe, đồng thời cũng ngăn cản anh ấy ở bên chị. Vì lý do này mà anh ấy và gia đình đã xảy ra xích mích. Từ Uyển rất ngạc nhiên, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Cô nhớ ngày hôm đó Tống Kiên nói rằng anh có một thời gian rất nghèo, hóa ra là thế này. Nhưng anh chưa bao giờ kể điều đó với cô, thậm chí còn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Anh ấy tập luyện chăm chỉ, không ngừng tham gia các cuộc thi. Ngoài vì ước mơ, anh ấy còn muốn kiếm tiền nữa. Lúc đó anh ấy luôn nói rằng không thể để chị đi theo anh ấy mà chịu thiệt thòi được. Nói đến đây thì Tống Đình không khỏi thở dài. Em nghĩ thật đáng tiếc, cuối cùng anh ấy cũng được bố mẹ thừa nhận sự nghiệp, chấp nhận con người anh ấy, nhưng hai người lại chia tay. Trong mấy năm qua có một số chuyện bị giấu đi mà cô chưa từng được biết. Tống Kiên đã chứng tỏ ước mơ của mình bằng sự chăm chỉ và thành tích, đồng thời chứng minh tình yêu của mình với bố mẹ sau 5 năm. Người đàn ông ngốc nghếch này, anh làm mọi thứ ngoại trừ chia sẻ với cô. Chắc tâm trạng hơi kích động nên Từ Uyển đã uống khá nhiều. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, ba người bọn họ đã say khướt đến say sầm mặt mày. Ba người bọn họ bắt đầu trò chuyện bất kể nội dung, chủ đề càng ngày càng rộng. Úc Chi Châu đã cố gắng đưa Tống Đình đi nhiều lần, nhưng lần nào cô bé cũng chống trả lại. Anh ta chỉ có thể chống nạnh cảnh cáo Từ Uyển và Thành Kim Nguyệt. Hai người kiềm chế lại cho tôi, đừng dạy hư vợ tôi nữa. Nói chuyện gì đấy? Cửa bị đẩy ra, Tống Kiên bước vào mang theo một luồng khí lạnh. Úc Chi Châu đẩy kính trên sống mũi lên và nói. Mau hốt người nhà anh về, xa mặt lại cách lòng bây giờ. Từ Uyển say sưa nghiêng đầu, Tống Kiên lúc này mới nghiêng người tới, khoảng cách chỉ có mấy cm, hơi thở rối loạn, trái tim nóng bừng. Thấy cô say, Tống Kiên tinh nghịch trêu đùa nói. Em còn nhận ra anh là ai không? Từ Uyển gật đầu và đáp. Đồ khốn. Nụ cười trên môi Tống Kiên cứng đờ, một lát sau lại cong lên. Đúng đúng, anh là đồ khốn. Anh đưa tay ôm lấy cái đầu choáng váng của cô, thấp giọng dỗ dành. Tên khốn này bây giờ muốn đưa em về nhà, có sợ không? Khuôn mặt Tống Kiên gần đến mức cô cảm thấy choáng váng, khiến cô nhớ đến ngày tang lễ của mẹ cô. Đám đông giải tán, cô khóc hết nước mắt. Hoàng hôn màu cam bao phủ bầu trời. Thế giới trống rỗng và yên tĩnh, chỉ còn lại Tống Kiên bên cạnh cô. Anh ôm cô, mắt đỏ hoe, không nói gì nhưng lại cho cô đủ cảm giác an toàn. Khoảnh khắc đó, sự ấm áp quá lớn khiến cô ảo tưởng rằng người này sẽ ở bên cạnh mình suốt cuộc đời. Lúc đó trong đầu cô chỉ có một câu, kiếp này chính là anh rồi. Ai biết được sau đó hai người bọn họ lại chia tay. Mũi của Từ Uyển chua xót. Tống Kiên, em nhớ mẹ. Người này đã chiếm trọn cả thanh xuân của cô. Khi cô tuyệt vọng nhất, anh lau nước mắt cho cô từng chút một, dẫn cô từng bước về phía trước. Dù sau này hai người bọn họ chia tay, nhưng khi nghĩ đến anh, hết lần này đến lần khác, trái tim cô vẫn bỏng rát, khóe mắt cô vẫn đỏ hoe. Cô nhớ anh, nhưng cô sợ gặp anh. Khi còn trẻ yêu nhau, hai người bọn họ chưa đủ trưởng thành, yêu nhau say đắm nhưng lại kết thúc trong đau khổ. Nhưng yêu đương hết mình như thế, chỉ có một lần trong đời. Chỉ khi nỗ lực trở nên tốt hơn, chúng ta mới có đủ dũng khí để giữ chặt lấy nhau. Tống Kiên hiểu cô, nhận ra ngay rằng cô đang nhớ lại chuyện cũ. Anh ôm mặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành như trước. Uyển Uyển, có anh ở đây. Từ Uyển say khướt không thể đứng thẳng được, nằm trên lưng Tống Kiên bước ra khỏi quán karaoke. Trên con đường dài sáng sớm không một bóng người, ánh đèn ven đường chiếu lên nhẹ nhẹ, gió cuối đông lạnh lẽo nhưng vô cớ lại ấm áp. Từ Uyển không chịu lên xe, bắt Tống Kiên phải cõng cô về. Chỗ này cách nhà cô không xa, cô đi bộ tới đây. Tống Kiên để cô đùa giỡn, cởi khăn quàng cổ của anh quấn quanh cổ cô, anh lại nảy ra ý tưởng rồi. Ôm chặt vào, em ngã anh không dỗ em đâu nhé. Từ Uyển thở ra, hừ lạnh và nói. Lần nào anh cũng bảo không dỗ dành em, cuối cùng có làm được đâu. Nói xong câu đó, cô vẫn ôm anh. Con phố dài tĩnh lặng, những cái bóng của hai người bọn họ chồng lên nhau, chậm chậm tiến về phía trước. Tống Kiên. Ừ. Từ Uyển nghiêng đầu nhìn bóng hai người bọn họ in trên mặt đất. Những năm này anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ em không? Một thời gian dài sau khi chia tay, cô phải thừa nhận mình thực sự đã sai.
Làm sao cô có thể đặt cược cả cuộc đời mình vào anh như thế chứ? Anh cũng sẽ mệt mỏi. Không. Gió từ trong ngõ thổi qua, lời nói của anh rất chắc chắn và rõ ràng. Từ nhỏ anh đã hiểu được một đạo lý. Dù muốn thế nào cũng phải cẩn thận trước khi lựa chọn. Nếu đã lựa chọn thì không buông tay, không bao giờ rời xa em, luôn nắm tay em, yêu em đến hết cuộc đời. Cô là lựa chọn chắc chắn của anh. Cảm động xong, Từ Uyển lại hỏi càng khoa trương hơn. Ồ, vậy anh chắc chắn sẽ không tìm người khác sao hả? Lần này Tống Kiên không trả lời ngay. Sau một lúc im lặng, anh nhỏ giọng nói. Em còn nhớ hôm tốt nghiệp, chơi thật hay thách không? Không nhớ nữa. Từ Uyển già mồm, cứ thích làm kẻ phản diện đấy. Tống Kiên cười khúc khích. Anh khá chắc chắn ngày hôm đó em đã chọn nói thật. Đêm đó cô nói với anh, em thích anh. Anh không trả lời, cô phải tự tìm bậc thang mà bước xuống cho đỡ xấu hổ. Tôi chọn thách. Hóa ra anh biết, thách chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo, điều cô nói trước đó mới là sự thật. Cho nên cô gái năm đó theo đuổi anh không một chút do dự, anh nhất định có thể ở trong lòng cô ấy thật lâu. Anh nghĩ hay quá ha. Yêu nhau bấy nhiêu năm, cả hai người bọn họ đều hiểu nhau quá rõ. Ngay từ đầu hai người bọn họ đã đi theo hai hướng. Tuy không hoàn hảo, nhưng hai người bọn họ đều nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn. Chia tay vẫn là sự lựa chọn sáng suốt vào thời điểm đó. Từ Uyển gạt bỏ sự nóng nảy của mình, anh nhẹ nhàng nói. Chúng ta chơi thật hay thách lần nữa nhé. Tống Kiên tỏ ra thích thú với đề nghị của cô. Chơi thế nào đây? Em thua rồi. Tống Kiên cạn lời. Chúng ta kết hôn đi. Lần trước khi hai người bọn họ quay lại với nhau, anh từng nói câu này. Cô đã suy nghĩ kỹ về nó mấy ngày nay. Từ Uyển vẫn có cảm giác muốn lao đầu vào lửa. Là anh, chỉ có thể là anh. Tống Kiên dừng bước. Hai người bọn họ thì thầm vào tai nhau. Lời nói trước đó chính là sự thật đấy. Khi mùa đông lạnh giá tan đi và mùa xuân quay trở lại, cô và Tống Kiên xuất hiện trên mặt báo sau thời gian dài vắng bóng. Tối hôm đó, có người chụp được bức ảnh anh chở cô về nhà. Phải mấy tháng sau mới tung ra, lạ thật. Các phương tiện truyền thông ở khắp mọi nơi đều tò mò về nó. Ngay cả trong những cuộc phỏng vấn cá nhân nghiêm túc, người dẫn chương trình cũng không khỏi nói nhiều thêm một chút về những lời đồn. Cô Từ, cô và Tống Kiên thực sự đang yêu đương phải không? Từ Uyển giơ tay lên, chiếc nhẫn trắng bạc lấp lánh trên ngón áp út mảnh khảnh của cô. Không phải yêu đương, mà đã kết hôn rồi. Người dẫn chương trình lần đầu tiên ăn dưa đã bĩu môi thốt lên. Ngạc nhiên thật đó, anh Tống nhanh chân ghê. Từ Uyển cười nhạt và nói, không còn cách nào khác, tôi thua thật hay thách. Buổi tối khi cô về đến nhà, Tống Kiên đã đợi ở ngoài cửa, đang cúi đầu xem điện thoại. Dưới bóng cây xuân, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng trong ánh sáng mỏng manh, chiếc áo len rộng thùng thình để lộ một phần xương quai xanh trắng nõn. Khi xe dừng lại, anh đã cất điện thoại di động rồi. Cô nắm lấy tay anh bước ra khỏi xe rồi nhảy lên người anh. Anh dang rộng vòng tay đỡ cô thật chắc, không quên trêu cô. Nặng quá. Còn nói nữa là tối nay em không ăn cơm đâu đấy. Từ Uyển cau mày trừng mắt nhìn Tống Kiên. Anh biết đấy, nữ minh tinh yêu vẻ bề ngoài lắm. Sai rồi. Anh nhanh chóng thừa nhận sai lầm, chân thành và nói. Ăn nhiều vào, dù sao anh vẫn có thể ôm em. Được rồi, em tha thứ cho anh. Từ Uyển dựa vào lưng anh, vòng chân qua eo anh để anh bế cô vào nhà. Chắc là anh đã xem cuộc phỏng vấn của cô. Khi về còn đùa. Nếu em nói như vậy thì người ta sẽ nghĩ cứ thắng thật hay thách là có thể lấy được vợ đấy. Từ Uyển khịt mũi. Người ta chẳng lòng vòng như anh đâu. Gió nhẹ nhàng thổi từ sân vào nhà, mang theo không khí mát mẻ. Màn đêm đọng lại nơi khóe mắt và lông mày khiến cho người ta ngứa ngáy. Môi anh khẽ nhếch lên và nói. Để anh dạy em vài chuyện không đứng đắn nhé. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.